Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, Quyển Thượng. Thần thông trên cung trời Đao Lợi, phẩm thứ nhất, Phật hiện thần thông. Ta nghe như thế này, một thuở nọ tại cung trời Đao Lợi, Đức Phật vì thánh mẫu mà thuyết pháp. Lúc đó, Bất Khả Thuyết tất cả các chư Phật và Đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp, rồi đồng khen ngợi rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trược mà hiện sức, đã trí huệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn để điều phục chúng sanh căn cường, làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui. Khen xong, chư Phật đều sai thị giả kính thăm Đức Thế Tôn. Bấy giờ Đức Như Lai mỉm cười, phóng ra trăm nghìn vườn mây sáng rỡ lớn như là vườn mây sáng rỡ đầy đủ, vườn mây sáng rỡ đại từ bi, vườn mây sáng rỡ đại trí huệ, vườn mây sáng rỡ đại bát nhã, vườn mây sáng rỡ đại tam muội, vườn mây sáng rỡ đại kiết tường, vườn mây sáng rỡ đại phước đức, vườn mây sáng rỡ đại công đức, vườn mây sáng rỡ đại quy y, vườn mây sáng rỡ đại tăng tháng. Đức Phật phóng ra Bất Khả Thuyết vần bức Phật phóng ra Bất Khả Thuyết các vần mây sáng rỡ như thế, rồi lại phát ra các thứ tiếng vi diệu như là tiếng Bố Thí Độ, tiếng Trì Giới Độ, tiếng Nhẫn Nhục Độ, tiếng Tinh Tấn Độ, tiếng Thiền Định Độ, tiếng Bát Nhã Độ, tiếng Từ Bi, tiếng Hỷ Xả, tiếng Giải Thoát, tiếng Vô Lậu, tiếng Trí Huệ, tiếng Sư Tử Hống, tiếng Đại Sư Tử Hống, tiếng mây sấm lớn. Trời rồng hội họp. Khi Đức Phật phát ra Bất Khả Thuyết vì tiếng những tiếng vi diệu như thế xong, thời có vô lượng ức hàng trời rồng quỷ thần ở trong cõi Ta Bà và cõi nước phương khác cũng đến hội họp nơi cung trời Đao Lợi, như là trời Tứ Thiên Vương, trời Đao Lợi, trời Tứ Dị Ma, trời Đao Xuất Đà, trời Khói Lạc, trời Tha Hóa Tự Tại, trời Phạm Chúng, trời Phạm Phụ, trời Phạm Đại Phạm, trời Thủy Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quan Âm, trời Thiếu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Phước Sanh, trời Phước Ái, trời Phước Quảng, trời Nghiêm Sức, trời Vô Lượng Nghiêm Sức, trời Nghiêm Sức Quả Thiệt, trời Vô Lưỡng, trời Vô Phiến, trời Vô Nhiệt, trời Thiện Kiến, trời Thiện Hiện, trời Sát Cứu Cánh, trời Ma Hê Thủ La, cho đến trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. Tất cả thiên chúng, long chúng cùng các chúng quỷ thần đều đến hội họp. Đã có những vị thần ở cõi Ta Bà cùng cõi nước phương khác như thần biển, thần sông, thần rạch, thần cây, thần núi, thần đất, thần sông Tràm, thần lúa mạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần hư không, thần kiến không, thần chủ ăn uống, thần cây cỏ, các vị thần như thế đều đến hội họp. Lại có những đại quỷ vương ở cõi Ta Bà cũng có phương khác như Ác Mộc Quỷ Vương, Đạm Huyết Quỷ Vương, Đạm Tinh Khí Quỷ Vương, Đạm Thai Nọ Quỷ Vương, Hành Bình Quỷ Vương, Nhiếp Độc Quỷ Vương, Từ Tâm Quỷ Vương, Phước Lợi Quỷ Vương, Đã Kính Quỷ Vương, các quỷ vương như thế đều đến hội họp. Đức Phật Thích Ca, Đức Phật phát khởi. Bây giờ Đức Thích Ca Mâu Ni bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Đại Tử Bồ Tát rằng: ông xem coi, tất cả các chư Phật Bồ Tát, trời rồng quỷ thần ở trong thế giới này cùng thế giới khác, ở trong quốc độ này cùng quốc độ khác, nay đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi như thế, ông có biết số bao nhiêu chăng? Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tính đếm trong nghìn kiếp cũng không biết là số bao nhiêu. Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: đến ta dùng Phật nhãn hãy còn không đếm xiết. Số thánh, số phàm này đều là của Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay, đã độ, đương độ, chưa độ, hoặc đã thành tựu, đương thành tựu, chưa thành tựu. Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch cùng Đức Phật rằng: từ thuở lâu xa về trước, con đã tu căn lành, chứng đặng trí vô ngại. Nghe lời Đức Phật nói đó, liền tín nhận liền. Còn hàng tỷ quả thanh văn, trời rồng, tám bộ chúng nguyện, chúng sinh trong đời sau đều nghe lời thành tựu của Đức Như Lai, nhưng chắc là do sinh lòng nghi ngờ, dù cho có lại văn đi nữa cũng chưa khỏi hủy bán. Cuối mong Đức Thế Tôn nói rõ nhân nghiệp của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, tu hành gì, lập nguyện gì mà thành tựu không thể nghĩ bàn như thế. Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: quý như có bao nhiêu cây cỏ, lùm rừng núi, mẹ tre lâu, đá núi, bụi bặm trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, cứ một vật làm nên một sông Hằng, cứ một số cát trong mỗi sông Hằng, mỗi hộp cát làm một quả nước, rồi trong một quả nước cứ một hạt bụi nhỏ làm nên một kiếp, rồi bao nhiêu số hạt bụi nhỏ chứa trong một kiếp đều làm kiếp cả. Từ lúc Ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng quả vị thập địa Bồ Tát cho đến nay nghìn lần là hơn số kiếp tỷ dụ ở trên, huống là những thuở Ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở bậc thanh văn và bích chi Phật. Này Văn Thù Sư Lợi, ôi thần, thệ nguyện của Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. Vì đời sau, nếu có trăng thiện nam người thiện nữ nào nghe danh tự của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc khen ngợi, hoặc chiêm ngưỡng, hoặc bái lại, hoặc xưng danh hiệu, hoặc cúng dường nhận đến vẽ khắc đắp sơn hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời người đó sẽ được trăm lần sanh lên cõi trời Đao Lợi vĩnh viễn, không còn bị sao đọa vào chốn ác đạo. Trưởng giả tử phát nguyện: này Văn Thù Sư Lợi,
Trải qua Bát Khả Thuyết kiếp làm lâu xa về trước, tiền thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị chuẩn giả tử. Lúc đó trong đời có Đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn của Túc Vận Hạnh Như Lai. Chuẩn giả tử thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp nghiêm phước trang nghiêm, mới bạch hỏi Đức Phật tu hạnh nguyện gì mà đặng tốt đẹp như thế. Khi ấy Đức Sư Tử Phấn Tấn của Túc Vận Hạnh Như Lai bảo chuẩn giả tử rằng, muốn chứng được thân tướng tốt đẹp này cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa độ thoát tất cả chúng sanh bị khốn khổ. Này Văn Thù Sư Lợi, chuẩn giả tử nghe xong liền phát nguyện rằng, từ nay đến tục số chẳng thể kể xiết ở đời sau, tôi vì những chúng sanh tục khổ trong sáu đường mà giảng bài nhiều phương tiện làm cho chúng đó giải thoát hết cả, rồi tự thân mới chứng thành Phật đạo. Bởi ở trước Đức Phật Sư Tử Phấn Tấn của Túc Vận Hạnh Như Lai, ngài lập nguyện rộng đó, cho đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ức vô số bất khả thuyết kiếp mà ngài vẫn là vị Bồ Tát. Bà La Môn cứu mẹ lại thổi bất khả tư nghị số số kiếp về trước, lúc đó có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn ức vô số kiếp. Trong thời tự pháp có một người con gái dòng Bà La Môn, người này nhiều đời chứa nhiều phước sâu dày, mọi người đều kính nể, khi đi đứng lúc nằm ngồi chư thiên đều theo hộ vệ. Bà mẹ của người thì mê tín tà đạo, thường khinh khi ngôi tâm bảo. Thổ ấy mặc dầu thánh nữ đem nhiều lời phương tiện khuyên nhủ bà mẹ người, hầu làm cho bà mẹ người sanh chánh kiến, nhưng mà bà mẹ người chưa tin hẳn. Chẳng bao lâu bà ấy chết, thần hồn sa đọa vào vô gián địa ngục. Lúc đó thánh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quả, liệu chắc phải theo nghiệp quái mà sanh vào đường ác. Thánh nữ bèn bán nhà đất, sắm nhiều hương hoa cùng nhiều đồ cúng lễ, rồi đem cúng dường tại các chùa tháp thờ Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Trong một ngôi chùa kia, thấy hình tượng của Phật Giác Hoa Định Tự và Vương Như Lai đắp vẻ oai dung đủ cách tôn nghiêm. Thánh nữ chiêm bái tượng của Đức Phật lại càng sinh lòng kính ngưỡng, tự nghĩ thầm rằng, Đức Phật là đấng đại giác, đủ tất cả trí huệ. Nếu Đức Phật còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi khuất, tôi đến bạch hỏi Phật, chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sinh vào đường nào. Nghĩ đến đó, thánh nữ buồn tủ rơi lệ, chăm nhìn tượng Như Lai mà lòng quyến luyến mãi. Bỗng nghe trên hư không có tiếng bảo rằng, thánh nữ đương khóc kia, thôi đừng bi ai vui lắm quá, nay ta sẽ chỉ cho ngươi biết chỗ của mẹ ngươi. Thánh nữ chắp tay hướng lên không mà vái rằng, đức thần nào đó mà giải bày lòng sầu lo của tôi như thế. Từ khi mẹ tôi mất đến nay, tôi thương nhớ ngày đêm không biết đâu để hỏi rõ mẹ tôi thắt sanh vào đường nào. Trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng, ta là Đức Phật quá khứ Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà ngươi đang chiêm bái đó. Thấy ngươi thương nhớ mẹ trội hơn bình thường của chúng sanh, nên ta đến chỉ bảo. Thánh nữ nghe nói xong liền té xỉu xuống, tay chân mình mãi đều bị thương. Những người đứng bên vội vàng đỡ dậy, một lát sau thánh nữ mới tỉnh lại, rồi bạch cùng hư trên hư không rằng, cứu xin đức phật xót thương bảo cho rõ chỗ thác sanh của mẹ con, nay thân tâm con sắp chết mất. Đức Phật Giác Hoa Định Tuệ Vương Như Lai bảo thánh nữ rằng, cúng dường xong ngươi mau mau trở về nhà, rồi ngồi ngay thẳng nghĩ tưởng danh hiệu của ta, thần ngươi sẽ biết chỗ thác sanh của mẹ ngươi. Lễ Phật xong, thánh nữ liền trở về nhà. Vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai trải suốt một ngày một đêm. Bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia, nước trong biển đó sâu sùng sục, có rất nhiều thú dữ thân thể toàn bằng sắt bay nhảy bên mặt biển, chạy rã bên này xua đuổi bên kia. Thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn thoạt chìm thoạt nổi trong biển, lại bị các thú dữ giành nhau ăn thịt. Lại thấy quỷ dạ xa hình thù đều lạ lùng, nhiều tay, nhiều mắt, nhiều chân, nhiều đầu, răng nanh chỉ ra ngoài, miệng bén nhọn như gươm, lùi những người tội gần thú dữ, rồi quỷ lại chụp bắt lấy người tội, bắt lấy thân người tội, lại hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy, thánh nữ nhờ nương sức niệm Phật nên tự nhiên không thấy kinh sợ. Có một quỷ vương tên là Vô Độc đến cúi đầu nghênh tiếp, hỏi thánh nữ rằng, hay thay Bồ Tát, ngài có duyên sự gì đến nơi này? Thánh nữ hỏi quỷ vương rằng, đây là chỗ nào? Quỷ vương Vô Độc đáp rằng, đây là tầng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiếp Vi. Thánh nữ hỏi rằng, tôi nghe trong núi Thiếp Vi có địa ngục, việc ấy có thật như thế chăng? Vô Độc đáp rằng, thật có địa ngục. Thánh nữ hỏi rằng, nay tôi làm sao để đến được chốn địa ngục đó? Vô Độc đáp rằng, nếu không phải sức oai thần, cần phải do nghiệp lực. Ngoài hai điều này ra, ắt không bao giờ có thể đến được đó. Thánh nữ lại hỏi, nguyên cớ vì sao mà nước trong biển này sâu sùng sục như thế, lại có những người tội cùng với các thú dữ?
Vô Độc đáp rằng, những người tạo trong biển này là những kẻ tạo ác cõi Diêm Phù Đề mới chết. Trong khoảng 49 ngày, không người kế tự để làm công đức hầu cứu vớt khổ nạn cho. Lúc sống, kẻ đó lại không làm được nhân lành nào cả. Vì thế, nên cứ theo nghiệp ác của họ mà gây tạo. Đã gây tạo mà cảm lấy báo khổ trong địa ngục, tự nhiên họ phải lột vào biển này. Cách biển này, 10 muôn do tuần về phía đông lại có một cái biển khác. Những sự thống khổ trong biển đó gấp bội hơn biển này. Phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa, sự thống khổ trong đó càng trội hơn. Đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cảm vời ra, đồng gọi là biển nghiệp, chính là ba cái biển này vậy. Thánh nữ lại hỏi quỷ vương Vô Độc rằng địa ngục ở đâu? Vô Độc đáp rằng, trong ba cái biển đó đều là địa ngục, nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn thời có 18 chỗ, bậc kế đó thì có 500 chỗ đủ khôn lường sự khổ sở, bậc kế nữa thì có đến nghìn trăm cùng đầy khôn lường sự khống khổ. Thánh nữ lại hỏi quỷ vương rằng, thân mẫu của tôi mới khuất gần đây, không rõ thần hồn của người đã sa đọa vào chốn nào. Quỷ vương hỏi thánh nữ rằng, thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống quen làm những nghiệp gì? Thánh nữ đáp rằng, thân mẫu của tôi mê tín tà đạo, khinh chê ngôi tam bảo, hoặc có lúc tạm thời tin chánh pháp xong rồi chẳng kính, dầu khuất không bao lâu mà chưa rõ đọa lạc vào nơi đâu. Vô Độc hỏi rằng, thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì? Thánh nữ đáp rằng, thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn, thân phụ tôi hiệu là Thi La Thiện Kiến, thân mẫu hiệu là Dược Đế Lợi. Vô Độc chắp tay thưa thánh nữ rằng, xin thánh nữ hãy trở về, chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu quá lắm. Tội nữ Dược Đế Lợi được sanh lên cõi trời đến nay đã được 3 ngày rồi. Nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận, vì mẹ mà sắm sửa lễ vật, tu tạo phước lành, cúng dường chùa tháp, thờ đức, chắc hoa định tự tại vui Như Lai, chẳng phải riêng mẫu thân của Bồ Tát đặng thoát khỏi địa ngục, mà ngày đó những tội nhân ở Vô Gián đều được vui vẻ đồng đặng thác sanh hết cả. Nói xong, quỷ vương chắp tay chào thánh nữ mà cáo lui. Bấy giờ thánh nữ dường chiêm bao chợt tỉnh, rõ biết việc đó rồi, bèn đối trước pháp tượng của Đức Giác Khoa Định Tự Tại Vương Như Lai mà phát thệ nguyện rộng lớn rằng, tôi nguyện từ nay nhận đến đời vị lai, những chúng sinh mắc phải tội khổ thì tôi lập ra nhiều phương trước làm cho chúng nó được giải thoát. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng, quỷ vương Vô Độc trước đây chính là ông Tài Thủ Bồ Tát, còn thánh nữ Bà La Môn đó nay là Địa Tạng Bồ Tát vậy. Phân thân tập hội phẩm thứ hai, hóa thân cùng quyến thuộc. Lúc đó phân thân của Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi, có ở địa ngục trăm nghìn muôn ức, bất khả thư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi. Do nhờ thần lực của Như Lai, phân thân đó hiệp lại với những chúng đã được giải thoát khỏi chốn nghiệp đạo ở mười phương, cũng đều đến đông, đến số nghìn muôn ức này do tha đồng loạt cầm hương hoa đến cúng dường được dường Phật. Những chúng cùng đến với phân thân đó thảy đều là nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa làm cho trụ nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, chọn không còn thấu chuyển. Còn những chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lăn trong vòng sanh tử ở trong sáu đường, chịu đến nhiều khổ sở không có lúc nào tạm ngừng dứt. Nhờ lòng từ bi lớn và thệ nguyện sâu dày của ngài Địa Tạng Bồ Tát nên tất cả đều được chứng được đạo quả. Đại chúng đó khi đã đến cung trời Đao Lợi, lòng họ vui mừng khôn ngỡ, chiêm ngưỡng Đức Như Lai, mắt nhìn mãi không rời. Đức Như Lai an ủi ủy thác. Bấy giờ Thế Tôn giơ tay sắc vàng xoa đảnh của hóa thân Địa Tạng Bồ Tát trong trăm nghìn muôn ức, bất khả thư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng, ta ở trong đời ác vũ trụ giáo hóa những chúng sanh cao cường như thế, làm cho lòng chúng nó điều phục, bỏ tà về chánh, nhưng trong 10 phần vẫn còn 1-2 phần chúng sanh quen tánh ác. Muốn độ chúng đó, ta cũng phân nghìn ra trăm ức thân, lập ra nhiều phương trước cho chúng sanh, hoặc có người căn tánh sáng lạ, nghe pháp của ta liền, thời liền tín nhận, hoặc có người phải ăn cần khuyên bảo mới thành tựu được thiện quả. Hoặc có người vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ, ta phân ra nhiều phân độ khác nhau thoát những hạng chúng sanh, rồi mổ sai khác như thế. Hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời rồng, hoặc hiện ra thân quỷ thần, hoặc hiện ra rừng núi sông ngòi ao rạch suối, làm lợi ích cho người rồi độ họ được giải thoát.
hoặc hiện ra thân tiên đế, hoặc hiện ra thân trời phạm vương, hoặc hiện ra thân vua kiển luân, hoặc hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tể phụ, hoặc hiện ra thân các hàng thục, các hoặc hiện ra thân các tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, nhận đến hiện ra những thân thanh văn, la hán, bích chi phật và bồ tát để hóa độ chúng sanh, chứ chẳng phải chỉ để thân phật hiện ra chúng trước thôi đâu. Địa Tạng, ông xem ta đã trải qua ba số kiếp nhọc nhằn độ thoát những chúng sanh căn cường đấy, tụng khổ khó khai hóa như thế. Ngoài ra những kẻ chưa điều phục được, thời phải theo nghiệp thọ báo. Nếu khi chúng nó có bị đọa vào đường dữ, chịu nhiều sự thống khổ, ông nên nghĩ nhớ ta ở trên cung trời đau lợi ăn cầu có chút đây mà cố gắng độ chúng sinh, làm cho chúng sinh trong cõi ta bà đến lúc Phật Di Lặc ra đời đều đặng giải thoát khỏi hẳn các điều khổ gặp Phật được đức thọ ký. Bây giờ, những hóa thân của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở các thế giới hiệp chung lại là một, rơi lệ thương cảm mà bạch cùng Đức Phật rằng: từ số kiếp lâu xa đến nay, con nhờ Đức Thế Tôn tiếp độ, dìu dắt làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn. Con phân hiện thân hình ra ở cùng khắp trăm nghìn muôn ức hằng hà xa thế giới, trong một thế giới có hiện trăm nghìn muôn ức thân, mỗi thân đó có độ trăm nghìn muôn ức người, làm cho quy kính ngôi Tam Bảo khỏi hẳn vòng sinh tử, thưởng vui niết bàn. Những chúng sinh nào ở nơi Phật pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạt cát, một bụi nhỏ, hoặc chỉ bằng mãi một lông tóc, con đều độ thoát lần lần, làm cho chúng nó được lợi ích lớn. Cúi mong Đức Như Lai chớ về những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Cúi mong Đức Như Lai chớ về những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật ba lần như thế. Lúc ấy, Đức Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: hai thai, ta hỗ trợ cho ông được tọa nguyện. Từ số kiếp lâu xa đến nay, thường phát nguyện rộng lớn, cứu độ tất cả chúng sinh xong rồi, thời ông liền chứng quả Bồ Đề. Quán chúng sanh nghiệp duyên phẩm thứ ba, Phật Mẫu thưa hỏi. Lúc đó, Đức Phật Mẫu là bà Maya Phu Nhân chắp tay cung kính mà hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát: Thánh giả, chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề tạo nghiệp sai khác, cảm thọ quả báo ra thế nào? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: trong nghìn muôn thế giới cho đến quốc độ, hoặc nơi thời có địa ngục, hoặc nơi thời không có địa ngục, hoặc nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân, hoặc nơi có Phật Pháp, nơi thời không Phật Pháp, nhận đến bậc thánh văn học bích chư Phật cũng sai khác như thế, chứ chẳng phải riêng tội báo nơi địa ngục sai khác thôi đâu. Bà Ma Nha Phu Nhân lại bạch cùng Bồ Tát rằng: tôi muốn nghe tội báo trong cõi Diêm Phù Đề chiêu cảm lấy ác đạo. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Thánh Mẫu, trong mong Ngài lắng nghe nhận lấy, tôi sẽ lựa nói lược về việc đó. Thánh Mẫu bạch rằng: xin Thánh giả nói cho. Bồ Tát lược thuật. Bây giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh Mẫu rằng: chánh hiệu của những tổ báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề như đây, như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục mãi đến nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sanh nào có lòng ác, làm thân Phật bị thương chảy máu, khinh chê Ngô Tam Bảo, chẳng kính kinh điển, cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Hoặc có chúng sanh xâm tổn của thường trụ ô phạm tăng ni, hoặc tứ tình làm dâm loạn trong chốn chùa chiền, hoặc giết hoặc hại, những chúng sinh đó phải họa vào vô gián địa ngục trong muôn nghìn muôn ức không lúc nào mong ra khỏi trở được. Như có chúng sanh giả làm thầy sa môn, kỳ thật tâm chẳng phải thầy sa môn, lạm dụng của thường trụ, trái phạm lưới giới luật, gạt gẫm hàng bạch y, tạo nhiều điều ác, hạng người đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Hoặc có chúng sanh trộm cắp của tài vật, lúa gạo, đồ ăn uống, y phục của thường trụ cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong muôn nghìn ức kiếp lúc nào không mong ra khỏi được. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: Thánh Mẫu, nếu có chúng sanh nào phạm những tội như thế, thời phải đọa vào vô gián địa ngục, cầu tạm ngưng sự đau khổ chừng khoảng một niệm cũng không được. Bà Ma Nha Phu Nhân lại bạch cùng Địa Tạng Bồ Tát rằng: thế nào là vô gián địa ngục? Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: Thánh Mẫu, bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiết Vi, lớn có 18 chỗ, thứ kế đó có 500 chỗ, danh hiệu đều riêng khác nhau, thứ kế lại có hàng nghìn trăm danh hiệu, cũng đều riêng khác nhau. Nói về địa ngục vô gián đó, giáp vòng một thành hơn 8 muôn dặm, thành đó thuần bằng sắt, cao đến một muôn dặm, lửa cháy trên thành không có chỗ nào hở trống, trong ngục đó có các ngục liên tiếp nhau, đều có danh hiệu sai khác. Riêng có một sở ngục tên là vô gián, ngục này chu vi một muôn tám dặm,
từ ngục cao 1.000 dặm toàn bằng sắt cả, lửa cháy hực hở, xúc trên xúc dưới. Trên tường ngục có rắn sắt, chó sắt phun lửa đuổi nhau chạy bên này rồi chạy sang bên kia. Trong ngục có giường rộng khắp muôn dặm. Một người thọ tội thời tự thấy chân mình, tái thấy thân mình, nằm chặt lại cả giường, đến nghìn muôn người thọ tội cũng đều tự thấy thân mình để nằm chặt cả trên giường. Đó là do những tội nghiệp đã tạo ra, nó cảm vời như thế. Lại có những người tội chịu đủ sự khổ sở, trăm nghìn quỷ dạ xoa cùng với lò ác quỷ, răng nanh nhọn hoắt, giường gươm, cặp mắt sáng như là chớp nhoáng, móng tay cứng như đồng, móc ruột bầm thịt. Lại có quỷ dạ xoa khác cầm chĩa lớn bằng sắt đâm vào người mình người tội, hoặc đâm trúng miệng mũi, hoặc đâm trúng bụng lưng, rồi dồi lên phía trên không, lấy chĩa hướng lái để lại trên giường. Lại có diều hâu bằng sắt mổ mắt người tội, lại có rắn sắt cắn đầu người tội, lòng nơi lóng đốt khắp trong thân thể đều lấy đinh dài đóng xuống giường, kéo lưỡi ra rồi cài trên đó, lôi kéo người tội, nước đồng đổ vào miệng, dây sắt nóng đỏ quấn lấy thân người tội một ngày một đêm, muôn lần chết muôn lần sống lại. Do vì tội nghiệp mà cảm lấy như thế, trải qua ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Lúc thế giới này hư hoại, thời sanh nhờ qua địa ngục ở thế giới khác. Lúc thế giới khác đó hư hoại, thời sanh vào địa cõi khác nữa. Lúc cõi khác đó hư hoại, thời cũng sanh vào cõi khác. Đến khi thế giới này thành xong, thời sinh vào thế giới này. Những sự tội báo trong vô gián địa ngục như thế đó, lại có địa ngục đó có 5 điều nghiệp cảm nên kêu là vô gián. 5 điều đó là những gì? 1. Tội nhân trong đó chịu khổ ngày lẫn đêm cho đến trải qua số kiếp không lúc nào ngừng ngớt nên gọi là vô gián. 2. Một người tội thân đầy chặt cải ngục, nhiều người tội mỗi thân cũng đều đầy chặt cải ngục nên gọi là vô gián. 3. Những khiết cụ để hành hình tội nhân như là chĩa ba, gậy, diều hâu, rắn, sói, chó, cối giả, cối xay, cưa, đục, dao mát, chảo dầu sôi, lưới sắt, chai sắt, lửa sắt, ngửa sắt, da sống niền đầu, nước sắt, nóng rưới thân, đói thò, đói thì họ ăn hoàng sắt nóng, khát uống nước sắt sôi, từ năm trọn kiếp đến vô số kiếp. Những sự khổ sở nối nhau không một giây nào ngừng ngớt nên gọi là vô gián. 4. Không luận là cha hay gái, mượn máng mọi rợ, già trẻ, sang hàng, hoặc là rồng, hoặc là trời, hoặc là thần, hoặc là quỷ, hễ gây tội ác theo đó mà cảm lấy, tất cả đều đồng chịu khổ nên gọi là vô gián. 5. Nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó, thời khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp mỗi ngày, mỗi một ngày đêm, muôn lần chết muôn lần sống lại, muốn cầu tạm ngừng chừng khoảng một niệm cũng không được, trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đặng thọ sanh. Do vì lẽ liên miên mãi nên gọi là vô gián. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh Mẫu rằng, nói sơ lược về địa ngục vô gián như thế, nên nói rộng ra thời tên của những khí cụ để hành tội cũng những sự thống khổ trong địa ngục đó, giàu đến suốt một kiếp cũng không thể nào nói hết được. Bà Ma Nha Phu Nhân nghe Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong, khôn xiết lo rầu, bà chắp tay đảnh lễ Bồ Tát mà lui ra. Nghiệp cảm của chúng sanh. Phẩm thứ tư, Bồ Tát Quan Chỉ. Lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con nương sức oai thần của Đức Như Lai nên chia thân này ở khắp trăm nghìn muôn ức thế giới để cứu vớt tất cả chúng sanh bị nghiệp báo. Nếu không nhờ sức đại từ bi của Đức Như Lai, thời chẳng có thể biến hóa như thế được. Nay con lại được Như Lai phó chúc, từ nay đến khi Ngài A Dật Đa thành Phật, làm cho chúng sanh trong sáu đường đều đạo thoát khổ. Xin vâng, bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chớ lo. Bây giờ Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Những chúng sanh chưa được giải thoát, tánh thức của nó không định, hễ quen làm dữ, thời kết thành báo dữ, còn quen làm lành, thời kết thành quả báo lành. Làm lành cùng làm dữ tùy theo cảnh duyên mà sanh ra, lăn mãi trong năm đường không lúc nào tạm ngừng ngớt, mê làm chướng nạn, trải đến số kiếp như vi trần, ví như loài cá bơi lội trong lưới, theo dòng nước chảy, hoặc là tạm được ra rồi lại mắc vào lưới. Vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sanh đó. Đời trước ông Trót đã lập nguyện trải qua nhiều kiếp phát thệ rộng lớn đủ hết cả chúng sanh bị tuyệt khổ, thời ta còn lo gì? Định Tự Tại Vương bạch hỏi. Khi Đức Phật dạy lời như thế xong, trong pháp hội có một vị Đại Bồ Tát
hiệu là Định Tự Tại Vương, ra bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, từ nhiều kiếp đến nay ngài Địa Tạng Bồ Tát đã phát thệ nguyện gì mà nay được Đức Thế Tôn ăn cần ngợi khen như thế, cúi mong Đức Thế Tôn nó lượt nói cho. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát lắng nghe phải khéo suy xét, ta sẽ vì ông mà giải bày. Ông vua nước lân cận: Vua Lượng, vua số Nayotha Bắc Khả Thuyết kiếp về trước, lúc đó có Đức Phật ra đời hiệu là Nhất Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đức Phật đó thọ 6 muôn kiếp. Khi ngài chưa xuất gia, thời ngài làm vua một nước nhỏ, các bạn cùng vua nước lân cận, hai vua đồng thực hành 10 hạnh lành, làm lợi ích cho nhân dân. Nhân dân trong nước lân cận đó phần nhiều tạo những việc ác, hai vua cùng nhau bàn tính làm những phương chức để dìu dắt nhân dân. Một ông phát nguyện, tôi nguyện sớm thành Phật, sẽ độ nhân chúng ấy, làm cho chúng đều được giải thoát, không còn thừa. Một ông phát nguyện, như tôi chẳng trước độ những kẻ tội khổ, làm cho đều đặng an vui chứng quả Bồ Đề, thời tôi nguyện chưa chịu thành Phật. Đức Phật bảo ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng: Ông vua phát nguyện sớm thành Phật đó chính là Đức Thiết Trí Thành Tựu Như Lai, còn ông vua phát nguyện độ chưa hết những chúng sanh tội khổ, thời chưa nguyện thành Phật, thì đó chính là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Quăng một cứu mạng. Lại vua Lượng, vua số kiếp từ thuở trước có Đức Phật ra đời hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai, Đức Phật đó thọ 40 kiếp. Trong thời mạt pháp có một vị La Hán phước đức cứu độ chúng sanh. Nhân vị đi tuần giáo hóa mọi người, La Hán gặp một người nữ tên là Quăng Mục. Nàng này sắm sửa đồ ăn cúng dường La Hán. La Hán thọ cúng rồi hỏi: Nàng muốn những gì? Quăng Mục thưa rằng: Ngài thân mẫu tôi khuất, tôi làm việc Phật thuốc viện để nhờ đó mà cứu vớt thân mẫu tôi, chẳng rõ thân mẫu tôi thác sanh vào đường nào. La Hán nghe nói cảm thương, bèn nhập định quan sát. Thời thấy bà mẹ của Quăng Mục đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở. La Hán hỏi Quăng Mục rằng: Thân mẫu của ngươi lúc sanh tiền đã làm những hạnh nghiệp gì mà nay phải đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở như thế? Quăng Mục thưa rằng: Ngài còn sống, thân mẫu của tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá trạch, phần nhiều là hay ăn cá trạch con, hoặc chiên hoặc nấu tha hồ mà ăn cho thỏa mãn. Nếu tính đến số cá trạch mà người đã ăn thời đến 100.000 muôn, xin tôn giả thương xót chỉ dạy làm cách nào để cứu thân mẫu tôi. La Hán xót thương bèn dạy phương trước. Ngài khuyên Quăng Mục rằng: Ngươi phải đem lòng chí tâm mà thành niệm Đức Phật Thanh Tịnh Liên, mà niệm Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai, và vẽ đắp hình tượng của Đức Phật, thời cả còn cũng người mắt đều được phước lợi. Quăng Mục nghe xong liền xuất tiền của họa tượng Phật mà thờ cúng. Nàng lại đem lòng cung kính khóc than chiêm ngưỡng đảnh lễ tưởng Phật. Đêm đó nàng chiêm bao thấy thân của Đức Phật sắc vàng sáng chói như hòn núi Tu Di. Đức Phật phóng quang mà bảo Quăng Mục rằng: Chẳng bao lâu đây thân mẫu ngươi sẽ thác sanh vào nhà của ngươi, khi vừa biết đói lạnh thời biết nói. Lúc đó đứa tớ gái trong nhà sanh một đứa con trai chưa đầy 3 ngày đã biết nói. Đứa trẻ đó bùng khóc mà nói với Quăng Mục rằng: Nghiệp duyên trong vòng sinh tử phải tự lãnh lấy quả báo. Tôi là mẹ của người, lâu nay ở trong tối tâm, từ khi vĩnh biệt người tôi phải đọa vào đại địa ngục. Nhờ phước lực của người nên nay được thọ sanh nằm cả hạ tiện, lại có thêm số mạng ngắn ngủi, năm 13 tuổi đây sẽ bị đọa vào địa ngục lại nữa. Người có phương thế gì làm cho tôi khó khỏi nỗi khổ sở? Nghe đứa trẻ nói, Quăng Mục biết chắc là mẹ mình, nàng nghẹn ngào khóc lóc mà nói với đứa trẻ rằng: Đã là mẹ của tôi, thờ phải tự biết tội của mình đã gây ra tạo hạnh nghiệp chi mà bị đọa vào địa ngục như thế. Đứa trẻ đáp rằng: Do hai nghiệp giết hại sinh vật và chê bai mắng nhiếc mà thọ báo khổ. Nếu không nhờ vào phước đức của người cứu nạn cho, thời sẽ còn cứ theo tội nghiệp đó mà vẫn còn chưa được thoát khổ. Quăng Mục hỏi rằng: Những việc tội báo trong địa ngục ra làm sao? Đứa trẻ đáp rằng: Những việc tội khổ nói ra càng bất nhẫn, giàu đến 100.000 năm cũng không thuộc hết được. Quăng Mục nghe xong than khóc rơi lệ mà bạch cùng giữ hư không rằng: Nguyện cho thân mẫu tôi khỏi hẳn địa ngục, khi mãn 13 tuổi không còn có trọng tội cũng không bị đọa vào ác đạo nữa. Xin chư Phật trong 10 phương thương xót chứng minh cho tôi, vì mẹ mà tôi phát nguyện rộng lớn như vậy.
như thân mẫu của tôi. Khỏi hẳn chốn tam đồ và hạng hạ tiện cùng thân gái, cùng kiếp không còn thọ những quả báo xấu đó nữa. Tôi đối trước tượng của Đức Thanh tôi đối trước tượng của Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai mà phát lời nguyện rằng, từ nay nhận đến về sau đến 100.000 một ức kiếp, trong những thế giới nào mà có các hàng chúng sanh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ba đường ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng đó, làm cho tất cả đều thoát khỏi chúng ác đạo, địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ. Những kẻ phải mắc phải tội báo như thế đều thành Phật cả rồi, vậy sao tôi mới thành bậc chính giác? Quân Mục phát nguyện đó xong, liền nghe tiếng của Đức Phật Thanh Tịnh Liên Hoa Mục Như Lai dạy rằng, này Quân Mục, nhà ngươi rất có lòng từ mẫn vì mẹ mà phát ra lời thệ nguyện rộng lớn như thế, thật là hay lắm. Ta quan sát thấy mẹ nhà ngươi lúc mãn 13 tuổi, khi bỏ báo thân này sẽ thác sanh làm người phạm trí, sống lâu 100 tuổi, sau đó vãng sanh lên cõi nước vô ưu, sống lâu đến không thể tính kể, sau rốt sẽ thành vật độ nhiều hạng người, trời số đông như số cát sông Hằng. Đức Phật bảo ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát rằng, vị La Hán phước lành độ Quang Mục thổ đó, nay chính là Vô Tận Ý Bồ Tát. Thân mẫu của Quang Mục là ngài Giải Thoát Bồ Tát, cùng Quang Mục thời là ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy. Trong nhiều kiếp lâu xa về trước, ngài có lòng từ mẫn, phát ra hằng hà sa số lời thệ nguyện rộng lớn chúng sanh như thế. Trong đời sau, như có chúng sanh không còn làm lành, không làm lành mà làm ác, nhận đến kẻ chẳng tin luật nhân quả, kẻ tà dâm, kẻ vọng ngữ, kẻ lưỡng thiệt, kẻ ác khẩu, kẻ hủy bán đại thừa, những chúng sanh có tội nghiệp như thế chắc phải bị đọa vào ác đạo. Nếu gặp được hàng thiện trí thức khuyên bảo quy y với ngài Địa Tạng Bồ Tát, chừng trong khoảng khải móng tay, những chúng sinh đó liền đạo thoát khỏi báo khổ nơi ba đường ác đạo. Nếu người nào có thể quy kính chiêm ngưỡng, đảnh lễ ngợi khen, cùng dân cúng những y phục, đồ ăn vật uống, những thứ trăng bảo, thời người đó trong 100.000 muôn ức kiếp sau thường ở cõi trời hưởng thọ sự vui thắng diệt, hoặc lúc phước trời hết sanh xuống chốn nhân gian, vẫn còn thường làm vị đế vương trong 100.000 kiếp, lại nhớ được cội ngành nhân quả trong các đời trước của mình. Này Định Tự Tại Vương, ngài Địa Tạng Bồ Tát có sức oai thần rất lớn, không thể nghĩ bàn, nhiều sự lợi ích cho chúng sanh như thế, các ông là những bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này, hào tuyên truyền lưu bố rộng ra. Này Định Tự Tại Vương, ngài Định Tự Tại Vương bạch cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, xin Phật chớ lo, nghìn muôn ức đại Bồ Tát chúng con đều có thể nương oai thần của Phật mà tuyên lưu rộng kinh này nơi cõi Diêm Phù Đề để cho lợi ích chúng sanh. Ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát bạch cùng Đức Phật xong, bèn cung kính chắp tay lễ Phật mà lui ra. Tứ Thiên Vương hỏi Phật, bấy giờ bốn ông Thiên Vương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa nhẫn nại đã phát nguyện rộng lớn như thế, tại sao ngày nay mà vẫn độ chưa hết, ngài còn phải phát lời nguyện rộng lớn nữa, vốn mong Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. Đức Phật bảo bốn vị Thiên Vương rằng, hay thay, nay vì muốn được sự lợi ích của chúng sanh, ta vì các ông cùng chúng thiên nhân ở hiện tại và vị lai mà nói những sự phương tiện của ngài Địa Tạng Bồ Tát trong đời sanh tử nơi Diêm Phù Đề ở cõi Ta Bà thế giới. Vì lòng mãn xót thương mà cứu vớt độ thoát tất cả chúng sanh mắc khỏi tội khổ. Bốn ông Thiên Vương bạch rằng, văn, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe phương tiện giáo hóa. Đức Phật bảo bốn ông Thiên Vương rằng, từ kiếp lâu xa nhận đến ngày nay, ngài Địa Tạng Bồ Tát độ thoát chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện, ngài thương xót chúng sanh mắc tội khổ đời này, lại quan sát vô lượng kiếp về sau, tội khởi cứ lê dây mãi không dứt, vì lẽ đó nên ngài lại phát ra lời trọng nguyện. Địa Tạng Bồ Tát ở trong cõi Diêm Phù Đề nơi thế giới Ta Bà dùng 100.000 phương ức phương chức để giáo hóa chúng sanh. Này bốn ông Thiên Vương, ngài Địa Tạng Bồ Tát nếu gặp kẻ sát hại loài sinh vật, thời ngài dạy rõ quả báo vì ương lụy đời trước mà phải bị chết yểu. Nếu gặp kẻ trộm cắp, thời ngài dạy rõ quả báo nghèo khổ. Nếu gặp kẻ tà dâm, thời ngài dạy rõ quả báo làm chim sa sẻ bồ câu yên ương. Nếu gặp kẻ nói lời thô ác, thời ngài dạy rõ quả báo quyến thuộc kình chống nhau. Nếu gặp kẻ hay khinh chê, thời ngài dạy rõ quả báo không lưỡi miệng lỡ. Nếu gặp kẻ nóng giận, thời ngài dạy rõ quả báo thân hình xấu xí tàn tật. Nếu gặp kẻ bỗng sáng, thời ngài dạy rõ quả báo cầu muốn cũng không được tội nguyện.
Nếu gặp kẻ ăn uống vô độ, thời ngày dạy rõ quả báo đó khác nhiều bậy. Nếu gặp kẻ bông luôn săn bắn, thời ngày dạy rõ quả báo bị khinh hãi điên cuồng mất mạng. Nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ, thời ngày dạy rõ quả báo trời đất tru lục. Nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cỏ, thời ngày dạy rõ quả báo cuồng mê đến chết. Nếu gặp kẻ cha gã mẹ gã ăn ở độc ác, thời ngày dạy rõ quả báo thắt sinh vào đời phát dạy rõ quả báo thắt sanh trở lại hiện đời bị roi vọt. Nếu gặp kẻ dùng lưới sắt chim lưới bắt chim non, thời ngày dạy rõ quả báo cốt nhục chia lìa. Nếu gặp kẻ hủy bán tam bảo, thời ngày dạy rõ quả báo đuôi điếc câm ngọng. Nếu gặp kẻ khinh che giáo pháp, thời ngày dạy rõ quả báo ở mãi trong ác đạo. Nếu gặp kẻ lạm phát của thường trụ, thời ngày dạy rõ quả báo ức kiếp luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặp kẻ ô nhục người hạnh thanh tịnh và vu bán tăng già, thời ngày dạy rõ quả báo ở mãi trong lò súc sanh. Nếu gặp kẻ dùng nước sôi hay lửa chém chặt giết hại sinh vật, thời ngày dạy rõ quả báo phải luân hồi thường mạng lẫn nhau. Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai, thời ngày dạy rõ quả báo cầm thú đó khác. Nếu gặp kẻ phung phí phá tổn của cả một cách phi lý, thời ngày dạy rõ quả báo tiêu dùng thiếu hụt. Nếu gặp kẻ tạo ta kiêu ngạo, thời ngày dạy rõ quả báo hèn hạ bị người khác sai khiến. Nếu gặp kẻ đâm chọc gãy gỗ, thời ngày dạy rõ quả báo không lưỡi 200 lưỡi. Nếu gặp kẻ tà kiến mê tín, thời ngày dạy rõ quả báo thọ sanh vào chốn hẻo lánh. Những kiếp sanh trong cõi diêm phù đề, từ nơi thân khẩu ý tạo ác, kết quả trăm nghìn muôn sự báo ứng như thế. Nay chỉ nói sơ lược đó thôi. Nay chỉ nói sơ lược đó, những sự nghiệp, những nghiệp cảm sai khác của chúng sanh trong chốn diêm phù đề như thế, Địa Tạng Bồ Tát dùng trăm nghìn phương trước để giáo hóa đó. Những chúng sanh ấy trước phải chịu lấy các quả báo như thế, sau lại đọa vào địa ngục, trải qua nhiều kiếp không lúc nào thoát khỏi. Vì thế, các ông là các bậc hộ vệ, người cùng bảo trợ cõi nước, chớ để những nghiệp chướng đó mà làm mê hoặc chúng sanh. Bốn ông thiên vương nghe xong rơi lệ than thở, chắp tay lễ Phật mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Huyển Thượng Hát. Bổn nguyện Địa Tạng, Đao Lợi Thiên Cung, thần thông biến hóa độ quần mông, đời ngũ trược khó thông, chúng sanh can cường, ham vui khổ vui cùng. Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật. Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật. Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Vạn Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, Quyển Trung, danh hiệu của địa ngục, phẩm thứ 5. Phổ Hiền hỏi: Lúc đó ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa cùng ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, xin ngài vì trời, rồng, bát bộ và tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà nói danh hiệu của những địa ngục là chỗ thọ báo của những hạng chúng sanh bị tội khổ ở trong cõi Ta Bà cùng diêm phù đề này, mà nói sự về những quả báo không lành làm cho chúng sanh trong thời mật pháp sau này biết rõ những quả báo đó. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Thưa nhân giả, nay tôi nương sức oai thần của Đức Phật cùng oai lực của ngài mà nói danh hiệu của các địa ngục cùng sự về tội báo trong và ác báo. Danh hiệu của địa ngục. Thưa nhân giả, phương đông của diêm phù đề có dãy núi tên là Thiết Vi. Dãy núi đó tối thẳm, không có ánh sáng mẫu mặt trời, mặt trăng. Trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián. Lại có địa ngục tên là Đà A Tỳ, lại có địa ngục tên là Tứ Giác, lại có địa ngục tên là Phi Đao, lại có địa ngục tên là Hỏa Tiễn, lại có địa ngục tên là Giáp Sơn, lại có địa ngục tên là Thông Thương, lại có địa ngục tên là Thiết Sa, lại có địa ngục tên là Thiết Sàng, lại có địa ngục tên là Thiết Ngưu, lại có địa ngục tên là Thiết Y, lại có địa ngục tên là Thiên Nhẫn, lại có địa ngục tên là Thiết Lư, lại có địa ngục tên là Dương Đồng, lại có địa ngục tên là Bảo Trụ, lại có địa ngục tên là Lưu Hỏa, lại có địa ngục tên là Canh Thiệt, lại có địa ngục tên là Tọa Thủ, lại có địa ngục tên là Thiêu Cước, lại có địa ngục tên là Đạm Nhãn, lại có địa ngục tên là Thiết Hoàng, lại có địa ngục tên là Tranh Luận, lại có địa ngục tên là Thiết Thù, lại có địa ngục tên là Đa Sân. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: Thưa nhân giả, trong dãy núi Thiết Vi có những địa ngục như thế, số nhiều vô hạn, lại có địa ngục Kiến Oán, địa ngục Bạc Thiệt, địa ngục Phẫn Niễu, địa ngục Đồng Tỏa, địa ngục Hỏa Tượng, địa ngục Hỏa Cẩu, địa ngục Hỏa Mã, địa ngục Hỏa Ngưu, địa ngục Hỏa Sơn, địa ngục Hỏa Thạch, địa ngục Hỏa Sàng, địa ngục Hỏa Lương, địa ngục Hỏa Ưng, địa ngục Cứ Nha, địa ngục Bát Bì, địa ngục Ẩm Huyết, địa ngục Thiên Thủ, địa ngục Thiên Cước, địa ngục Bảo Thích, địa ngục Hỏa Ốc, địa ngục Thiết Ốc, địa ngục Hỏa Lan.
Những địa ngục như thế, trong đó mỗi ngục lớn lại có những ngục nhỏ, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, nhẵn đến trăm nghìn, trong số đó danh hiệu đều chẳng đồng nhau. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói với Phổ Hiền Bồ Tát rằng, thưa nhân giả, đó đều là do những chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề làm những điều ác mà tụy nghiệp chiêu cảm ra những địa ngục như thế. Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể sau dừng biển cả, có thể ngăn đạo thánh. Vì thế, chúng sanh chớ khinh điều quấy nhỏ mà cho là không tội, sau khi chết đều có quả báo, giàu đến mãi muốn đều phải chịu lấy, chí thân như cha với con, mỗi người cũng theo nghiệp của mình mà đi khắc đường, giàu có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau. Này tôi nương oai lực của Đức Phật mà nói sơ lực những tội báo nơi địa ngục, trong mong nhân giả trong mong nhân giả tạm nghe lời đó. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát đáp rằng, dầu từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi ba đường ác đạo rồi, nhưng tôi muốn nhân giả nói ra để làm cho tất cả chúng sanh có tâm hạnh ác trong đời mặt pháp sau này nghe được lời dạy của nhân giả mà biết quy hướng về giáo pháp của Phật, tội ác trong địa ngục. Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói rằng, thưa nhân giả, những sự tội báo trong chúng địa ngục như vậy, hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra cho trâu cài lên đó, hoặc có địa ngục moi tim người tội để cho quỷ dạ sao ăn, hoặc có địa ngục vặt dầu sâu sùng sục nấu thân người tội, hoặc có địa ngục đốt cột đồng cháy rồi cho bắt người tội ôm lấy, hoặc có địa ngục từng bựng lửa lớn bay tấp vào người tội, hoặc có địa ngục toàn cả thuần là băng giá, hoặc có địa ngục là đầy vô hạn đồ phẳng thiểu, hoặc có địa ngục thì lao gai trong sắt, hoặc có địa ngục đâm nhiều giáo lửa, hoặc có địa ngục chỉ đập vai lưng, hoặc có địa ngục chỉ đốt chân tay, hoặc có địa ngục cho rắn sắt cuốn lá cắn, hoặc có địa ngục là xua đuổi chó sắt, hoặc có địa ngục là đóng ách lửa sắt. Nhân giả, những quả báo như thế, trong mỗi ngục có trăm nghìn thứ khí cụ để hành hình đều là bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. Bốn loại khí cụ này do các hạnh nghiệp quấy ác của chúng sanh mà cảm vờ ra. Nếu tôi thuật rõ những sự việc về tội báo ở địa ngục, thời trong mỗi ngục lại còn có trăm nghìn thứ khổ sở nữa, huống chi là nhiều ngục. Nay tôi nương sức oai thần của Đức Phật và vì nhân giả mà nói sơ lược như thế, nên nói rõ cả thời cùng kiếp cũng không hết. Như Lai Tán Thán, phẩm thứ 6. Phật phóng quang dạng bảo. Lúc đó khắp thân của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn soi khắp đến trăm nghìn muôn ức hằng hà xa cõi nước của chư Phật. Trong ánh sáng đó vang lên tiếng lớn bảo khắp các cõi nước của chư Phật rằng: tất cả hàng đại Bồ Tát và trời rồng quỷ thần lắng nghe hôm nay ta khen ngợi trao bài những sự của Ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong mười phương thế giới hiện ra sức từ bi oai thần không thể nghĩ bàn để cứu giúp tất cả các tội khổ chúng sanh. Sau khi tay diệt độ thời hàng Bồ Tát đại sĩ các ông cùng trời rồng quỷ thần nên dùng nhiều phương trước để giữ gìn kinh này làm cho tất cả mọi chúng sanh để thoát khỏi sự khổ và chứng cảnh vui niết bàn. Phủ Quảng Thư Thỉnh. Nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phủ Quảng cung kính chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: nay con nghe Đức Thế Tôn ngợi khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát có đức oai thần rộng lớn không thể nghĩ bàn như thế. Trong mong Đức Như Lai lại về những chúng sanh trong thời mạt pháp sau này mà tuyên nói các sự nhân quả của Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho hàng trời người, làm cho hàng trời rồng bắt bộ và chúng sanh trong đời sau kính vâng lời của Đức Phật. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Ngài Phủ Quảng Bồ Tát cùng trong tứ chúng rằng: lắng nghe, ta sẽ vì các ông lược về những sự tổ phước của Ngài Địa Tạng Bồ Tát làm lợi ích cho người cùng trời. Ngài Phủ Quảng bạch Phật rằng: vâng, Đức Thế Tôn, chúng con xin ham muốn nghe. Phật dạy sự lợi ích. Đức Phật bảo Ngài Phủ Quảng Bồ Tát: trong đời sau, như có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào nghe được danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát, hoặc chấp tay, hoặc ngợi khen, hoặc đảnh lễ, hoặc luyến mộ, người đó sẽ qua khỏi tội khổ trong 30 kiếp. Này Phủ Quảng, như có kẻ thiện nam hay người thiện nữ nào, hoặc là vẽ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chừng một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, người đó sẽ được sanh lên cõi trời Đao Lợi 100 lần, không còn phải bị sa đọa vào đường ác đạo nữa. Ví dụ ngày trước phước trời đã hết mà sanh xuống nhân gian vẫn làm vị quốc vương, không hề mắc sự sợ lợi ích lớn. Khỏi nữ thân, như có người nữ nào nhằm chán thân gái, hết lòng cúng dường tượng vẽ của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và những tượng
và những tượng cắt bằng đất, đá, keo, sơn, đồng, sắt ngày ngày thường đem hoa hương, đồ ăn, đồ uống, y phục, gấm, lụa, tràng phan, tiền bạc, vật báu cũng dường như thế mãi không thôi. Người thiện nữ đó sau khi mãn một thân gái hiện tại, thời đến trăm nghìn muôn kiếp cũng không sanh vào cõi nước có người nữ, huống nữa là thọ thân gái, trừ khi vì lòng từ, phát nguyện cần phải thọ thân gái để độ chúng sanh, đương nơi phước cúng dường địa tạng Bồ Tát và sức công đức đó. Trong trăm nghìn muôn kiếp chẳng còn thọ thân làm nữ lại nữa. Thân xinh đẹp lại nữa, này Phủ Quảng Bồ Tát, nếu có người nữ nào chán cái thân xấu xí hoặc nhiều bệnh tật, đến nơi trước tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát chí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ, chừng trong khoảng một bữa ăn, người nữ trong nghìn vạn kiếp thọ sanh được thân hình tướng mạo xinh đẹp không có bệnh tật. Người nữ xấu xí đó nếu không nhàm thân gái, thời trăm nghìn muôn ước đời thường làm con gái nhà vua cho đến làm vương phi, dòng dõi nhà quan lớn cùng các con gái của các vị đại trưởng giả, tướng mạo đoan trang xinh đẹp, do vì có lòng chí thành chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà đạo phước như thế, quỷ thần hộ vệ. Lại nữa, nãy Phụ Quảng Bồ Tát, như có người thiện nam người thiện nữ nào có thể đối trước tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà trổ lại các thứ kỹ nhạc, ngâm ca khen ngợi, dùng hương hoa cúng dường cho đến khuyến hóa một người hay là nhiều người, những hạng người đó ở trong đời hiện tại cũng cùng thuở vị lai sau, thường được trăm nghìn vị thần ngày đêm theo hộ, còn không cho những việc không dự đến tay người đó, huống nữa là để người đó phải chịu các tai vạ bất ngờ, khinh che mắc tội. Lại nữa, này Phổ Quảng Bồ Tát, trong đời sau như có người ác và ác thần hay ác quỷ nào thấy kẻ thiện nam người thiện nữ quy y cung kính cúng dường ngợi khen chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà vọng sanh khinh chê, không có công đức cũng không có sự lợi ích, hoặc nhăn răng ra cười, hoặc chê sau lưng hay chê trước mặt, hoặc khuyên bảo người khác cùng chê, hoặc khuyên bảo một người cùng chê hay nhiều người cùng chê cho đến sinh lòng chê bai, trong chừng một niệm thời những kẻ như thế đến sau khi 1000 đức Phật trong hiền kiếp nhập diệt cả bị tội báo khinh chê, phải còn ở trong địa ngục A Tỳ chịu khổ rất nặng. Qua khỏi hiền kiếp này mới được thọ thân ngạ quỷ, rồi mãi đến 1000 kiếp sau mới thọ thân súc sinh, rồi lại phải trải qua 1000 kiếp nữa thì mới đặng sanh làm người. Giàu làm người nhưng ở phải hạ bằng cùng, hèn hạ tật nguyền thiếu sức, hay bị những nghiệp ác ràng buộc vào thân, không bao lâu phải so đọa và ác đạo nữa. Này Phủ Quảng, khinh chê người khác cúng dường mà còn phải mắc tội báo xấu khổ như thế, huống nữa là tự sanh ác kiến mà xin chê phá diệt tiêu tội chướng. Lại nữa, này Phủ Quảng Bồ Tát, trong đời sau như có người nam người nữ nào đau nằm liệt mã trên giường gối, cầu sống hay muốn chết đều không được, hoặc đem nằm chiêm bao thấy quỷ cho đến kẻ thân thích trong nhà, hoặc thấy đi trên đường nguy hiểm, hoặc là thấy bị bóng đè, hoặc là quỷ thần cùng đi, trải qua nhiều tháng nhiều năm đến nỗi thành bệnh lao bệnh dại, trong giấc ngủ thường kêu réo thê thảm sầu khổ, đây đều là nơi nghiệp đạo luận đối chưa quyết định là khinh hay là trọng, nên hoặc là khó chết hoặc là khó lành. Mức phàm tục của cả nam người nữ không thể biện rõ điều đó, chỉ phải nên đối trước tượng của chư Phật Bồ Tát to tiếng mà đọc tụng lên này một biến, hoặc lấy những món vật riêng của người bạn thường ưa tiếc như là y phục, đồ quý báu, nhà cửa, ruộng vườn, đối trước người bạn cấp tiếng lớn mà sướng lên rằng: chúng tôi tên đó họ đó, nay vì người bạn này đối trước kinh tượng đem những vật này mà cúng dường kinh tượng, hoặc tạo hình tượng của Phật Bồ Tát, hoặc xây dựng chùa tháp, hoặc thắp đèn dầu, thắp cúng, hoặc cúng vào của thường trụ, sướng lên như vậy 3 lần để cho người bạn được nghe biết. Giả sử như thần thức của người bạn đã phân tán đi đến hơi thở để dứt thời 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày cho đến 7 ngày, cứ lớn tiếng sướng bạch như trang và lớn tiếng tụng kinh này. Sau khi người bạn đó mạng chung thời giàu cho từ trước có tội vạ nặng đến 5 tội vô gián cũng đều thoát hẳn, thọ sanh vào đâu cũng thường nhớ đó, biết được việc đời trước, huống nữa là người thiện nam thiện nữ nào tự mình biên chép kinh này, hoặc bảo người biên chép, hoặc tự mình đắp vẽ hình tượng của Bồ Tát cho đến bảo người khác đắp vẽ, người đó khi thọ báo thì chắc đặng được nhiều lợi hơn lớn. Này Phủ Quảng Bồ Tát, vì thế nên nếu ông có thấy người nào đọc tụng kinh này cho đến khi một niệm khen ngợi kinh này,
hoặc là có lòng cung kính đối với kinh, thời ông cần phải dùng 100.000 phương trước khuyến hóa người đó, phải phát lòng siêng năng, chứ đừng thối thắt. Thời có thể được 100.000 muôn ức công đức, không thể nghĩ bằng ở hiện tại và vị lai. Siêu độ vong linh. Lại nữa, này Phổ Quảng Bồ Tát, như những chúng sanh ở đời sau, hoặc trong giấc ngủ, hoặc trong chiêm bao, thấy các hạng quỷ thần nhẫn lấy các hình lạ, rồi hoặc buồn bã, hoặc khóc lóc, hoặc rầu rĩ, hoặc than thở, hoặc hãi hùng, hoặc sợ sệt. Đó là vì hoặc cha mẹ, con em, hoặc vợ chồng, quyến thuộc trong một đời, 10 đời, hay 100 đời, 1000 đời, về thủ quá khứ bị đọa lạc vào ác đạo chưa được ra khỏi, không biết trong mong và phước lực nơi nào để cứu vớt nỗi khổ nào, nên mới về mách bảo. Với người có tình cốt nhục trong đời trước, còn mong làm phương tiện gì để hầu được thoát khỏi ác đạo. Này Phổ Quản, ông nên dùng sức oai thần khiến hàng quyến thuộc đó mà đối trước hình tượng của chư Phật, chư Bồ Tát, chí tâm đọc tụng kinh này, hoặc thỉnh người khác đọc đủ số 3 biến. Đọc đủ số 3 biến, hoặc là đến 7 biến. Như vậy, kẻ quyến thuộc đương mắc trong ác đạo kia khi nghe tiếng tụng kinh đủ số biến đó xong sẽ đặng giải thoát, cho đến trong khi mơ không còn thấy hiện về nữa. Khỏi nô lệ. Này nữa, này Phổ Quản, như đời sau có những hạng người hạ tiện, hoặc tới trai hoặc tới gái, nhận đến những kẻ không được quyền tự do, rõ biết là do tội nghiệp đời trước gây ra, cần phải sám hối đó. Thời chí tâm chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi trong 7 ngày niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ 1 muôn biến. Những người trên đó sau khi mãn báo thân hạ tiện ở hiện đời, trong 1000 muôn đời về sau, thường sanh vào bậc tôn quý, trọn đời không còn bị sa đọa vào 3 đường ác khổ nữa, sanh con dễ nuôi. Lại về nữa, này Phổ Quản Bồ Tát, về trong thời sau này, nơi cõi Diêm Phù Đề, trong hàng sắc đế lợi, bà la môn, trưởng giả, cư sĩ, tất cả các hạng người, các dân tộc họ khác, như có người nào mới sinh đẻ học con trai học con gái, nội trong 7 ngày sớm vì đứa trẻ mà mới sinh đó mà tụng kinh điển này, không thể nghĩ bàn này. Lại vì đứa trẻ mà niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát 1 muôn biến, được như vậy thời đứa trẻ học trai học gái mới sinh đó, nếu đời trước nó có gây lấy tội vạ chi cũng được đều đoạn thoát cả, nó sẽ được ăn ổn, vui vẻ, dễ nuôi, lại có đêm được sống lâu. Còn như nó được nương nơi phước lực mà thọ sanh, thời nó đời nó càng được an vui hơn, cùng sống lâu hơn. Ngày thập trai tụng kinh được phước. Lại về nữa, này Phổ Quản, trong mỗi tháng, những ngày sau, mùng 1, mùng 8, 14, rằm, 18, 23, 24, 25, 29, 30, 10 ngày trên đây là ngày mà các nghiệp tổ kết nhóm lại để định là nặng hay là nhẹ. Tất cả những cử chỉ, động niệm của chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề không có điều gì chẳng phải là tội lỗi, huống nữa là những kẻ bông lung, giết hại, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, 100 điều tội lỗi. Về đời sau, nếu có chúng sinh nào trong 10 ngày trai kể trên đây mà đối trước cái hình tượng của các chư Phật Bồ Tát hiền thánh để đọc tụng kinh này 1 biến, thời chung quanh chỗ người đó 4 phương đông tây nam bắc trong khoảng 100 giờ tuần không xảy ra chuyện tai nạn. Còn chính nhà cửa của người đó ở tất cả mọi người, hoặc già hoặc trẻ, hiện tại vị lai đến 100.000, ra khỏi hẳn các đường ác đạo. Trong 10 ngày trai trên đây, nếu có thể mỗi ngày tụng 1 biến kinh này, thời trong đời hiện tại hay là cho người trong nhà không mắc phải các bệnh tật bất ngờ, đồ ăn mặc dư dả. Này Phổ Quản, vì thế nên biết rằng Ngài Địa Tạng Bồ Tát có bất khả thuyết 100.000 muôn ức những sự oai thần lực lớn, nhiều sự lợi ích chúng sanh như thế. Chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề này có nhân duyên lớn với Ngài Địa Tạng Đại Sĩ. Những chúng sanh đó hoặc được nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng, hoặc được thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, cho đến nghe chừng 3 chữ hay 5 chữ trong kinh, một câu kệ hay một câu, thời người đó thường hưởng sự an vui lạ thường trong đời hiện tại, 100.000 muôn đời vị lai về được thác sanh vào nhà tôn quý, thân hình xinh đẹp. Danh hiệu của kinh. Khi nghe Đức Phật Như Lai tuyên bài ngợi khen Ngài Địa Tạng Đại Sĩ xong, Ngài Phổ Quản Bồ Tát liền quỳ xuống chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Thế Tôn, từ lâu con đã rõ biết vị đại sĩ này có thần lực cùng đại nguyện lực không thể nghĩ bàn như thế. Xong nay vì muốn những chúng sanh trong đời sau biết rõ về sự lợi ích đó, nên con muốn bạch hỏi cùng Đức Như Lai. Vâng, con xin cung kính tin nhận lời Phật dạy. Bạch Đức Thế Tôn, kinh này đặt tên là gì và định cho con lưu bố như thế nào? Đức Phật bảo: Ngài Phổ Quản, kinh này có 3 danh hiệu.
Một là Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Hạnh Kinh. Đây là tên thứ hai, cũng gọi là Địa Tạng Bổn Thệ Lực Kinh. Đây là tên thứ ba. Do vì Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở kiếp lâu xa đến nay phát nguyện rộng lớn làm lợi ích cho chúng sanh, cho nên các ông phải đúng theo tâm nguyện mà lưu hành truyền bá kinh này. Nghe Đức Phật dạy xong, Ngài Phổ Quảng Bồ Tát Tiên Chịu chắp tay cung kính lễ Phật lui ra. Lợi ích cả kẻ còn người mất. Phẩm thứ bảy, khuyên tu thánh đạo. Lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong cõi như phù đề, sanh tâm động niệm không chi bằng phải tội. Nếu gặp những việc về pháp sự lợi lành, phần nhiều thấu thắt tâm tốt ban đầu, còn hoặc khi gặp duyên sự bạo ác chẳng lành lại lần lần thêm lớn. Những hạng người trên đó như là kẻ mang đá nặng đi trên bùn lầy, càng nặng thêm lần, càng không đúng thêm lần, chân đạp lún lún sâu. Những người đó hoặc gặp hàng thiện trí thức đội dùm đá bớt cho, hoặc là đội dùm hết cả. Vì hàng thiện trí thức đó có sức là rất khỏe mạnh, lại dìu đỡ người ấy, khiến gắng làm cho người ấy mạnh chân lên. Nếu khi ra khỏi bùn lầy đến chỗ đất bằng phẳng rồi, thời cần phải xem xét kỹ để đến con đường hiểm sau ấy, đừng có đi vào đó nữa. Và trước Thế Tôn, những chúng sanh quen theo thói ác, bắt đầu từ mãi muốn rồi lần lần đến nhiều vô lượng. Đến khi những chúng sanh quen theo thói chẳng lành ấy sắp sửa mạng chung, thời cha mẹ cùng thân quyến vì người đó mà tu tạo phước lành để giúp tiền đồ cho người đó. Hoặc treo phan lọng, hoặc thắp đèn dầu, hoặc chuyển đọc tông kinh, hoặc cúng dường tượng Phật cùng hình tượng các vị thánh, cho đến niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát cùng bích chi Phật làm cho một danh một hiệu thấu vào lỗ tai của người sắp mạng chung, hoặc là ở nơi bổn thức nghe biết. Cứ theo nghiệp ác của người đó đã gây tạo suy tính đến phần quả báo, thời đặng lẽ người đó phải đọa vào các đường ác đạo, xong nhờ thân quyến vì người đó mà tu nhân duyên thánh đạo, cho nên các điều tội ác của người đó thảy đều tiêu sạch. Như sau, khi người đó đã chết, lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành, thời có thể làm cho người chết đó khỏi hạn chốn ác đạo, được sanh lên cõi trời hoặc trong loài người, thường lấy nhiều sự vui sướng mà kẻ thân quyến hiện tại đó cũng được vô lượng điều lợi ích. Vì lẽ trên đó nên con này đối trước đó, bạch Phật Thế Tôn, cùng các hàng trời rồng tám bộ chúng, người phi nhân mà có lời khuyên bảo những chúng sanh trong cõi như phù đề, ngày lâm chung kẻ thân thuộc phải cẩn thận, chớ có giết hại và chớ có gây tạo nghiệp duyên chẳng lành, cũng đừng vì tế lễ quỷ thần cầu cúng ma quái. Vì sao thế? Vì việc giết hại cho đến tế lễ đó không có một mảy muốn lợi ích gì cho người chết cả, chỉ có thêm tội duyên cho người đó, làm cho càng thêm sâu nặng hơn thôi. Giả sử người chết đó hoặc là người đời trước hay đời hiện tại vừa rồi đã chứng đặng thành thánh quả, sẽ sanh vào cõi trời, cõi người, nhưng bị vào lúc lâm chung thì hàng thân thuộc gây tạo những nghiệp nhân không lành, cũng làm cho người chết đó mắc lấy ương lụy phải đối diện trọng sanh và chúng lành. Huống gì là người chết kia lúc sanh tiền chưa làm được một chút phước lành, đều phải theo nghiệp ác của họ mà gây tạo, mà phải tự bị sa đọa vào ác đạo. Hàng thân thuộc nữa lần nào làm cho tội nghiệp của người ấy nặng thêm. Cũng ví như có người từ xứ xa đến, tuyệt lương thực đã 3 ngày, đồ vật người đó mang theo là mang vác nặng hơn 100 lần, bỗng gặp kẻ lân cận lại gửi thêm ít đồ nữa, vì vậy mà người xứ xa đó càng phải khốn khổ nặng nề thêm. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét những chúng sanh trong cõi như phù đề ở trong giáo pháp của Phật, nếu có thể làm được việc phước lành cho đến chừng bằng một sợi lông, giọt nước, một hạt cát, một mảy bụi nhỏ, thì tất cả chúng sanh đó đều tự mình được lợi ích cả. Trưởng giả bạch hỏi: Khi Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị trưởng giả tên là Đại Biện. Ông trưởng giả này từ lâu đã chứng quả vô sanh, hiện thân trưởng giả để hóa độ chúng sanh trong 10 phương. Ông chắp tay cung kính mà thưa với Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa đại sĩ, trong cõi Nam Diêm Phù Đề có chúng sanh nào khi mạng chung mà hạng quyến thuộc hoặc kẻ lớn người nhỏ vì người chết đó mà tu các công đức cho đến các thiết trai cúng dường, làm những việc phước lành, thời người chết đó có đặng được lợi ích lớn cùng đặng được giải thoát chăng? Kẻ còn người mất đều được lợi. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Này ông trưởng giả, nay tôi vì tất cả chúng sanh trong hiện tại cùng với thổ vị la sau nương nơi oai thần của Đức Phật mà nói lược về việc đó. Này ông trưởng giả, những chúng sanh ở hiện tại hay vị lai lúc mà sắp mạng chung mà nghe tiếng danh hiệu của một Đức Phật, danh hiệu của một Bồ Tát hay danh hiệu của một Bích Chi Phật, thời không luận là có tội cùng không tội đều được giải thoát cả.
như có người nam cùng người nữ nào lúc sanh tiền không tu tạo phước lành mà lại gây lấy những tội ác. Sau khi người này mạng chung, hạ thân quyến cả lớn người nhỏ vì người chết mà tu tạo phước, làm tất cả những việc về thánh đạo. Thời trong 7 phần công đức người chết nhờ được 1 phần, còn 6 phần công đức thuộc về người thân quyến hiện lo tu tạo đó. Bởi vì cớ trên đây nên những người thiện nam cùng thiện nữ ở hiện tại và vị lai nghe lời nói vừa rồi đó mà cố gắng mà tu hành, thời đặng hưởng trọn phần công đức. Con quỷ dữ vô thường kia không hẹn mà đến, thần hồn vơ vơ vẩn vẩn mịt mục chưa rõ là tội hay là phước, trong 49 ngày như ngay như điếc, hoặc ở tại các ti sở để biện luận về nghiệp quả. Khi thẩm định xong, thời cứ y theo nghiệp mà thọ lấy quả báo. Trong lúc mà chưa biết ra làm sao đó, thời thì nghìn muôn sầu khổ, huống là phải bị đọa vào các ác đạo. Thần hồn người chết đó khi chưa được thọ sanh, ở trong 49 ngày luôn luôn trong ngóng hạng cốt nhục thân quyến tu tạo phước lành để cứu phước cho. Sau khi qua khỏi 49 ngày, thời cứ theo nghiệp đó mà thọ lấy quả báo. Người chết đó nếu là kẻ có tội, thời trải qua trăm nghìn năm không có ngày nào được thoát khỏi. Còn nếu là kẻ phạm năm tội vô gián, phải đọa vào đại địa ngục, chịu mãi những sự đau khổ trong nghìn kiếp. Lại về nữa, này ông trưởng giả, sau khi những chúng sanh gây phạm tội nghiệp như thế, lúc mạng chung, hàng cốt nhục thân quyến có làm chay để giúp thêm phước lành cho người chết đó, thời khi sắm sửa chưa rồi, cùng trong lúc đương làm, chứ có đem nước gạo, lá rau, đổ vải ra nơi đất, hoặc cho đến các đồ thức ăn chưa dâng cúng cho Phật cùng tăng, thời chẳng được ăn trước. Nếu như ăn trái phép mà không được tinh sạch kỹ lưỡng, thời người chết đó không được mãi phước nào cả. Nếu có thể kỹ lưỡng, giữ gìn tinh sạch, đem dâng cúng Phật cùng tăng, thời trong 7 ngày công đức người chết hưởng được 1 phần. Ngài ông trưởng giả, vì thế nên những chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, sau khi cha mẹ hai người thân quyến chết, nếu có thể làm chay cúng dường, chí tâm cầu khẩn, thời những người như thế, cả còn lẫn người mất đều được lợi ích cả. Lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát nói lời này, tại cung trời Đao Lợi có số nghìn muôn ức na do tha quỷ thần trong cõi Diêm Phù Đề đều phát tâm Bồ Đề vô lượng. Ông trưởng giả đại biện vui mừng, vâng lời dạy, làm lễ mà lui ra. Các vua Diêm La khen ngợi. Phẩm thứ 8, Diêm La Vương cùng Quỷ Vương văn tập. Lúc đó trong dãy núi Thiết Vi có vô lượng quỷ vương cùng với các vua Diêm La đồng lên cung trời Đao Lợi đến chỗ của Đức Phật. Các quỷ vương đó tên là Ác Độc Quỷ Vương, Đa Ác Quỷ Vương, Đại Tránh Quỷ Vương, Bạch Thổ Quỷ Vương, Huyết Khổ Quỷ Vương, Xích Thổ Quỷ Vương, Tán Ương Quỷ Vương, Phi Thân Quỷ Vương, Điền Quan Quỷ Vương, Lan Nha Quỷ Vương, Đạm Thú Quỷ Vương, Phù Thạc Quỷ Vương, Chủ Ha Quỷ Vương, Chủ Họa Quỷ Vương, Chủ Phước Quỷ Vương, Chủ Thực Quỷ Vương, Chủ Tài Quỷ Vương, Chủ Sức Quỷ Vương, Chủ Cầm Quỷ Vương, Chủ Thú Quỷ Vương, Chủ Mị Quỷ Vương, Chủ Sản Quỷ Vương, Chủ Mạng Quỷ Vương, Chủ Tập Quỷ Vương, Chủ Hiểm Quỷ Vương, Tam Mục Quỷ Vương, Tứ Mục Quỷ Vương, Ngũ Mục Quỷ Vương, Kỳ Lợi Thất Vương, Đại Kỳ Lợi Thất Vương, Kỳ Lợi So Vương, Đại Kỳ Lợi So Vương, Anacha Vương, Đại Anacha Vương. Những vị đại quỷ vương như thế, mỗi vị cùng với trăm nghìn tỷ quỷ vương cả thảy ở trong cõi Diêm Phù Đề đều có chức trách, đều có phần chủ trị. Các vị quỷ vương đó cùng với vua Diêm La nâng sức oai thần của Đức Phật và oai lực của ngài Địa Tạng Bồ Tát đồng đến cung trời Đao Lợi, đứng qua về một phía. Vua Diêm La bạch Phật. Bây giờ vua Diêm La quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con vì các quỷ vương nương sức oai thần của Đức Phật và đôi được oai lực của ngài Địa Tạng Bồ Tát mới được đến đại hội nơi cung trời Đao Lợi này, mà cũng là vì chúng con động phước lành vậy. Nay chúng con có chút việc nghi ngờ, dám bạch hỏi Đức Thế Tôn, cúi xin cúi xin Đức Thế Tôn từ bi vì chúng con mà dạy rõ. Đức Phật bảo vua Diêm La rằng: Cho phép ông hỏi, ta sẽ vì ông mà dạy rõ. Bây giờ vua Diêm La chiêm ngưỡng đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngó ngoái lại ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét ngài Địa Tạng Bồ Tát ở trong 6 đường dùng trăm nghìn phương trước để cứu độ những chúng sinh mắc phải tội khổ, ngài không từ mệt mỏi. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có những sự thần thông không thể nghĩ bàn đến được, nhưng sao hàng chúng sanh lại đặng thoát khỏi tội báo, không bao lâu lại đọa vào ác đạo nữa. Bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát đã có thần lực chẳng thể nghĩ bằng như thế, nhưng tại cớ vì sao hàng chúng sanh chẳng chịu nương về đường lành để được giải thoát mãi? Cúi xin Đức Thế Tôn dạy rõ việc đó cho chúng con. Phật giảng: Sở nhân,
Đức Phật bảo Vua Diêm La rằng, chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phù Đề, tính tình cứng cỏi, khó dạy, khó sửa. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây trong 100.000 kiếp đã từng cứu vớt những chúng sanh đó, làm cho chúng khó sớm được giải thoát. Những người bị tội báo cho đến bị đọa vào đường ác lớn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện nhổ sạch cội nghiệp duyên mà làm cho chúng sanh đó nhớ biết những công việc ở đời trước. Tại vì chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề kết nghiệp dữ, phạm tội nặng, nên vừa ra khỏi đường ác đạo rồi phải trở lại làm nhập cho Ngài Địa Tạng Bồ Tát, phải trải qua nhiều số kiếp lo lắng để cứu độ chúng nó. Ví như có người quay mắt nhà mình đi lạc vào con đường hiểm. Trong con đường hiểm đó có rất nhiều thứ quỷ dạ xoa cùng hùm, sói, sư tử, rắn độc, bọ cạp. Người quay đường đó ở trong đường hiểm chẳng giây lát nữa sẽ bị hại. Có một vị tri thức hiểu nhiều pháp thuật lạ, có thể trừ sự độc hại cho đến có thể trừ quỷ dạ xoa, các loại ác độc. Chợt gặp người quay lạc đường kia đang muốn đi thẳng vào con đường hiểm nạn, bèn vội bảo: "Ơ hay, này ông kia, có duyên sự gì mà ông vào con đường hiểm nạn này? Ông có pháp thuật lạ gì có thể có thể ngăn trừ các sự độc hại chăng?" Người lạc đường đó bỗng nghe lời nói trên mới rõ đây là đường hiểm, bèn liền lui trở lại muốn ra khỏi đường hiểm nạn đó. Vị thiện tri thức ấy nắm tay dìu dắt dẫn người lạc lối đó ra khỏi đường hiểm nạn, khỏi các sự được độc hại, đến nơi con đường tốt, làm cho được sự an ổn, rồi bảo rằng: "Này người lạc đường, từ nay về sau chắc cứ đi vào con đường hiểm nạn đó nữa. Ai mà vào con đường đó thì vào đó ắt khó ra khỏi đặng, lại còn phải bị tổn tính tới tính mạng." Người lạc đường đó cũng sanh lòng cảm trọng. Lúc từ biệt nhau, vị trí thức lại dặn thêm: "Nếu mà ông có gặp cả người quen hay người thân cùng những người đi đường hoặc trai hoặc gái, thì ông phải bảo cho họ biết rằng con đường đó rất nhiều sự độc hại, vào đó ắt phải tổn tới tính mạng, chứ để cho những người ấy tự vào chỗ chết." Vì thế nay Ngài Địa Tạng Bồ Tát đủ đức từ bi lớn, cứu vớt chúng sanh mắc tội khổ, muốn cho chúng sanh nó lên khỏi trời cõi người để hưởng lấy sự vui sướng tốt đẹp. Những chúng sanh tội khổ đó có biết sự sống khốn khổ trong con đường ác nghiệp rồi mà khi đã được ra khỏi chẳng còn trở lại nữa. Như người quen đường kia lạc vào con đường hiểm, gặp vị thiện tri thức giải cách ra khỏi, không bao giờ phải lạc vào nữa. Gặp gỡ người khác lại bảo chớ vào con đường ấy, tự nói rằng mình là người quen đường nên tự đi lạc vào đó, nay đặng thoát khỏi rồi, chọn hẳn là không còn trở vào con đường đó nữa. Nếu còn đi vào con đường ấy, thời sẽ còn mê lầm, không biết đó là con đường hiểm nạn mà mình đã từng xa lạc rồi, hoặc đến nỗi phải mất mạng. Như chúng sanh bị đọa vào chốn ác đạo, Ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng sức phương tiện cứu vớt cho chúng thoát khỏi, sanh vào cõi trời, rồi cũng vẫn trở lại vào con đường ác đạo nữa. Nếu chúng sanh đó các nghiệp ác quá nặng, thời ở mãi chốn địa ngục, không lúc nào được thoát khỏi. Quỷ vương bày thiện nguyện. Bây giờ ác độc quỷ vương chắp tay cung kính bạch cùng Đức Phật rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, chúng con là hàng quỷ vương số đông vô lượng ở trong cõi Diêm Phù Đề. Họ có vị làm lợi ích cho người, có vị làm tổn hại cho người, mỗi mỗi đều không đồng nhau. Nhưng vì nghiệp báo khiến quý thuộc chúng con đi qua thế giới ác nhiều lần ít, đi qua sang nhà người hoặc thành ấp xóm làng trại vườn bùn nhà, trong đó có những kẻ trai kẻ gái, người nào tu được chút phước lành bằng mãi lông sợi tóc cho đến treo lá phan một kẻ bảo cái, chút hương chút hoa cúng dường tượng Phật cùng tượng Bồ Tát, hoạt động đọc tụng tôn kinh, đốt hương cúng dường một bài kệ một câu kinh. Hàng quý vương, chúng con xin cung kính làm lễ người đó như kính lễ các Đức Phật thử quá khứ, đương hiện tại cùng lúc vị lai. Chúng con truyền các hàng tiểu quỷ có oai lực lớn và có cả có phẩm chức trách về cục đất đai đó đều phải hỗ trợ giữ gìn, còn chẳng cho việc giữ đến cùng sự tai nạn bất kỳ, bệnh tật, hiểm nghèo, thình lình cho đến những việc không vừa ý đến." Đức Phật khen quỷ vương rằng: "Hay thay, tốt thay, các ông cùng với vua Diêm La có thể ủng hộ cả thiện nam người thiện nữ như thế. Ta cũng truyền cho các vị trời và vương để thích hộ vệ các ông. Chủ mạng trình thưa." Khi Đức Phật nói lời ấy xong, trong pháp hội có một quỷ vương tên là Chủ Mạng bạch cùng Đức Phật rằng: "Bạch Đức Thế Tôn, bổ nghiệp duyên của con là cai quản về tuổi thọ của người trong cõi Diêm Phù Đề. Khi sanh, khi tử, con đều coi biết đó. Cứ theo nơi bổn nghiệp của con, thời có lợi ích rất lớn cho mọi người. Nhưng tại vì chúng sanh không hiểu ý của con, nên đến đổ khi sanh, khi tử đều không được an ổn. Tại làm sao thế? Khi sanh nở, nên làm lành, kiêng ác. Người trong cõi Diêm Phù Đề lúc mới sanh, không luận là con trai hay con gái, khi sắp sanh, nên chỉ làm những việc phước lành, thêm sự lợi ích cho nhà cửa,
Thời thổ địa vui mừng không xiết, ủng hộ cả mẹ lẫn con đều đặn được sự an vui, hàng thân quyến đều được phước lợi. Hoặc khi đã hạ sanh rồi nên cẩn thận chớ có giết hại sinh vật để lấy những vị tươi ngon cung cấp cho người để sẵn máu ăn. Cùng nhóm họp cả hàng quyến thuộc lại để uống rượu ăn thịt ca sang đàn sáo, làm cho những việc đó trên có thể làm cho người mẹ đứa con chẳng đặng an vui. Vì sao thế? Vì lúc sanh sản nguy hiểm, có vô số loài quỷ dữ cùng ma quái tinh mỹ muốn ăn huyết tanh. Nhờ có con sớm đã sai các vị thần linh sát trạch thổ địa bảo hộ mẹ con người ấy, làm cho sự được an vui nhà cửa đặng nhiều lợi ích. Người ấy thấy mình được an ổn, thời đặng lẽ nên làm phước lành để đền đáp công ơn của thổ địa, mà trái lại là giết hại sinh vật, hội họp thân quý. Vì lẽ này đã phạm tội lỗi rất là lớn, phải tự thọ lấy tai vạ, mẹ con đều tổn. Lúc chết nên tu phước. Lại người trong cõi Diêm Phù Đề lúc sắp mạng chung, không luận là người lành hay kẻ dữ, con cũng đều muốn cho họ không bị đọa lạc vào chốn ác đạo. Huống gì nữa là người lúc sanh tiền biết tu tạo và cậu phước lành giúp thêm oai lực cho con. Trong cõi Diêm Phù Đề, những người làm lành đến lúc mạng chung cũng có trăm nghìn quỷ thần ác đạo hoặc biến ra hình cha mẹ, nhận đến hóa làm người thân quyến, dắt dẫn thần hồn của người chết, làm cho đọa lạc vào chốn ác đạo, huống chi là những kẻ lúc sanh tiền đã tạo sẵn nghiệp ác. Bạch Đức Thế Tôn, những kẻ nam tử nữ nhân ở cõi Diêm Phù Đề lúc lâm chung thời thần thức hồn mê không biện được lẽ lành đều giữ, cho đến lúc có mắt cùng tai không còn nghe thấy gì hết, hàng thân quyến của người lâm chung đó phải sắm sửa làm sự cúng dường lớn, đọc tụng tôn kinh niệm danh hiệu của Phật và Bồ Tát, tu tạo nhân duyên phước lành như thế có thể làm cho người chết thoát khỏi chốn ác đạo, các thứ ma quỷ ác thần thảy đều phải lui hết ra. Bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng sanh lúc lâm chung nếu đặng nghe danh hiệu của một Đức Phật, một danh hiệu của một Bồ Tát, hoặc nghe một câu, một bài kệ kinh điển đại thừa, con xem xét thấy hạng người ấy trừ năm tội vô gián cùng tội sát hại, những nghiệp ác nho nhỏ những nghiệp ác nho nhỏ đáng lý phải xa vào chúng ác đạo liền đặng thoát cả. Đức Phật căn dặn. Đức Phật bảo chủ mạng quỷ vương rằng, ông có vì lòng đại từ nên có thể phát ra lời nguyện lớn trong sanh tử cứu hộ chúng sanh như thế. Như vậy trong đời sau có cả nam người nữ nào đến lúc mạng chung, ông chớ quên lãng quên lời nguyện đó, đều làm cho giải thoát mãi mãi được an vui. Chủ mạng quỷ vương bạch cùng Đức Phật rằng, xin Đức Thế Tôn chớ lo, trọn đời của con luôn luôn ủng hộ chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề lúc sanh lúc tử để làm cho được an vui cả. Chỉ trong mong các chúng sanh trong lúc sanh cùng lúc tử tiến theo lời của con đã nói trang, thời đều đặng giải thoát, đặng lợi ích lớn. Đức Phật thọ ký cho chủ mạng. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát, vị đại quỷ vương cai quản về tuổi thọ của mọi người đây đã từng trải qua trăm nghìn đời làm quỷ vương, ủng hộ chúng sanh trong lúc sanh cùng lúc tử. Đó là bậc Bồ Tát đại sĩ, vì lòng từ bi phát nguyện hiện thân đại quỷ, chứ thật lòng không phải là quỷ. Quá 170 kiếp sau, ông đó sẽ được thành Phật, hiệu là Vô Tướng Như Lai, kiếp đó tên là An Lạc, cõi nước tên là Tịnh Trụ, thọ mạng của Đức Phật đó đến số kiếp không thể tính được. Ngài Địa Tạng Bồ Tát, những sự của vị đại quỷ vương đó không thể nghĩ bàn. Hàng trời cùng người được quỷ ái độ thoát thì cũng đến số không thể hạn lượng được. Xưng danh hiệu chư Phật phẩm thứ 9. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, nay con vì chúng sanh trong đời sau mà phô bày sự lợi ích làm cho trong vòng sinh tử đặng nhiều lợi ích lớn, cuối xin Đức Thế Tôn cho phép con nói đó. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng, nay ông muốn khởi lòng từ bi cứu vớt tất cả chúng sanh mắc phải tội, mắc phải tội khổ trong sáu đường mà diễn nói sự chẳng thể nghĩ bàn. Bây giờ chính đã đến lúc ông nên nói ngay đi. Giả sử ông có thể sớm làm xong nguyện đó, tay giàu có vào niết bàn cũng không phải là lo ngại gì đến tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai nữa. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô kiếp về thủ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời xin lòng cung kính, liền đặng siêu việt tội nặng sanh tử trong 40 kiếp, huống là vẻ đáp hình tượng cúng dường tán thán, người này được vô lượng vô biên phước lợi. Lại hằng hà sa kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời là Bảo Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe được danh hiệu của Đức Phật đây, phát tâm quy y với Phật trong khoảng khải móng tay, người này trọn hẳn không có thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh giác. Lại
về thủ quá khứ của Đức Phật ra đời hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây thống vào lỗ tai, người này sẽ được một nghìn lần sanh lại sanh lên sáu tầng trời quả dục, huống nữa là chí tâm xưng niệm. Lại bất khả thuyết của số kiếp về quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây mà phát tâm quy y, chừng trong một niệm người này sẽ đặng gặp vô lượng các Đức Phật xoa rảnh thọ ký cho. Về thủ quá khứ có Đức Phật hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai. Như có người nam người nữ nào lắng nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, chí tâm chiêm ngưỡng lễ bái hoặc là tán thán, người này ở nơi pháp hội có nghìn Đức Phật trong hiền kiếp làm vị đại phạm vương đặng Phật thọ ký đạo vua thượng cho. Lại về thủ quá khứ có Đức Phật ra đời lợi hiệu tà hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Như có người nam người nữ nào được nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời mãi không còn xóa đọa vào chốn ác đạo, thường được sanh vào chốn ngự trời, người hưởng lấy sự vui thù thắng vi diệu. Lại có vô lượng vô số hằng hà sa kiếp về thời trước quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đa Bảo Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, liền khỏi đọa vào ác đạo, thường ở tại cung trời hưởng thụ sự vui thù thắng vi diệu. Lại về thủ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Bảo Tướng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, sanh lọc cung kính không bao lâu, người ấy sẽ đặng quả A-la-hán. Lại vô lượng của số kiếp về thủ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Sakkachàng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thần người này sẽ siêu thoát tội sanh tử trong 100 đại kiếp. Lại về thủ quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời người này đặng gặp hằng hà chư Phật nói nhiều pháp màu cho, đều đặng thành đạo quả Bồ Đề. Lại về thủ quá khứ có Đức Phật Tịnh Nguyệt Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Trí Thắng Phật, Đức Tịnh Danh Vương Phật, Đức Trí Thành Tự Phật, Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Thanh Phật, Đức Mãn Nguyện Phật, Đức Nguyệt Diện Phật, có bất khả thuyết Đức Phật như thế tôn như thế. Tất cả chúng sanh trong thời hiện tại cũng thổ vị lai, hoặc là trời, người, hoặc là nam, hoặc là nữ, chỉ niệm được danh hiệu của một Đức Phật thôi sẽ được vô lượng công đức, huống nữa là niệm được nhiều danh hiệu. Những chúng sanh đó thì lúc sanh lúc tử đặng nhiều phước lợi, còn không phải đọa vào các đường ác đạo nữa. Như có người nào sắp mạng chung, hào thân quyến trong nhà, nhận lấy một người vì người bệnh sắp chết đó mà niệm to, niệm lớn tiếng danh hiệu của một Đức Phật, thờ người đó sẽ được trừ năm tội vô gián, các nghiệp báo khác sẽ được tiêu sạch cả. Năm tội lớn vô gián kia, giàu rất nặng nề, đáng lẽ phải trải qua ức kiếp hẳn không ra khỏi đặng quả khổ, nhưng bởi lúc lâm chung nhờ người khác mà xưng niệm danh hiệu của Phật, cho nên những tội đó cũng lần lần được tiêu sạch. Huống là những chúng sanh đó tự mình xưng danh hiệu của chư Phật, người này đặng vô lượng phước lành, trừ diệt vô lượng khổ. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện quyển trung hết: Bổn hạnh Địa Tạng thệ nguyện rộng sâu, gãy vài châu sáng độ chúng sanh, địa ngục khổ không ngần, tinh tấn kiền thành, khỏi mắc khổ trầm luân. Nam mô thường trụ thập phương pháp, Nam mô thường trụ thập phương pháp, Nam mô thường trụ thập phương pháp, Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Nguyễn Hạ: So sánh nhân duyên công đức của sự bố thí, phẩm thứ 10. Lúc đó ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nương ngôi thần của Đức Phật từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong nghiệp đạo, so sánh về sự bố thí có nhẹ có nặng, có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong 10 đời, hoặc đến hưởng phước lợi lớn trong 100 đời, 1000 đời. Những sự ái tại sao thế, cứ xin Đức Thế Tôn dạy cho. Bây giờ Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Này ta ở trong toàn thể chúng hội nơi cung trời Đao Lợi này, giảng giải về sự so sánh công đức khinh trọng của việc bố thí ở Diêm Phù Đề, ông phải lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Chính con nghi ngờ về việc ấy, con xin ưa muốn nghe. Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Trong cõi Nam Diêm Phù Đề có các vị quốc vương, hàng tể phụ quan chức lớn, hàng đại trưởng giả, hàng đại sắc đế lợi, hàng đại bà la môn. Nếu gặp kẻ hết sức nghèo túng, nhận đến kẻ tật nguyền, câm ngọng, kẻ điếc ngay mù quáng, hoặc những hạng người thân thể không được vẹn toàn như thế, lúc các vị quốc vương đó muốn bố thí, nếu có thể từ tâm
đủ tâm từ bi lớn, lại có lòng vui vẻ tự hạ mình, tự tay mình đem ra đem của ra bố thí cho tất cả những kẻ đó, hoặc bảo những người khác đem cho, lại dùng lời ôn hòa dịu dàng an ủi các vị quốc vương đại thần đó, đặng phước lợi bằng phước lợi công đức cúng dường cho 100 hằng hà sa chư Phật vậy. Tại làm sao? Chính bởi quốc vương đó phát tâm đại từ bi đối với những kẻ rất mực nghèo cùng và những kẻ tàn tật kia, cho nên phước lành được hưởng quả báo như thế này. Trong trăm nghìn đời thường được đầy đủ các đồ thất bảo, huống là những thứ để dùng thọ dùng như là y phục, đồ ăn uống. Là về nữa này, Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau như có vị quốc vương cho đến hàng Bà La Môn gặp chùa tháp thờ Phật, hình tượng Phật cho đến hình tượng Bồ Tát thân phân hay bích chi Phật, đích thân tự sửa sang cúng dường bố thí, vị quốc vương đó sẽ đặng trong ba kiếp làm vị vua trời đế thích, hưởng sự vui sướng tốt lạ. Nếu có thể đem phước lành đó bố thí mà hồi hướng cho tất cả các chúng sanh trong pháp giới, thời quỷ quốc vương đó trong 10 kiếp thường được làm vua vị trời đại thiên vương. Lại lúc này, lại thế này nữa này, Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau nếu có vị quốc vương cho đến hàng Bà La Môn gặp chùa tháp của Đức Phật thời trước, hoặc là kinh điển hay là tượng bị hư sụp rách rã, liền có thể phát tâm tu bổ lại. Quỷ quốc vương đó hoặc tự mình đích thân lo sửa sang, hoặc là khiến hóa những người khác đến khiến hóa 100.000 người khác cùng chung bố thí cúng dường để các duyên lành. Quỷ quốc vương đó trong 100.000 đời thường làm vua chuyển luân, còn những người khác chung cùng làm việc bố thí đó trong 100.000 đời thường làm vua các nước nhỏ. Nếu lại ở trước chùa tháp, có thể phát tâm đem công đức cúng dường bố thí đó mà hồi hướng về đạo vua thượng chánh giác, được như thời vị quốc vương đó cho đến tất cả cho tất cả mọi người đều được thành Phật cả. Bởi quả báo ấy rộng lớn vô lượng vô biên. Lại về nữa này, Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau như có vị quốc vương hay hàng Bà La Môn gặp những người già yếu bệnh tật và kẻ phụ nữ sinh đẻ, nếu trong khoảng chừng một niệm sinh lòng từ bi lớn, đem thuốc men, cơm nước, giường chiếu bố thí, làm cho những kẻ ấy được đặng ăn vui, phước đức đó rất không thể nghĩ bàn đến được. Trong 100 kiếp thường làm vua trời tịnh cư, trong 200 kiếp làm vua sáu tầng trời cõi dục, không bao giờ còn đọa vào ác đạo, cho đến trong 100.000 đời lỗ tai không hề nghe đến tiếng khổ, rốt ráo sẽ thành Phật đạo. Lại vậy nữa này, Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau như có vị quốc vương hay hàng Bà La Môn có thể làm những việc bố thí như thế, sẽ đặng vô lượng phước lớn. Nếu lại có thể đem phước đức đó hầu hướng đạo Bồ Đề, thời không luận là nhiều hay ít, rốt ráo sẽ thành Phật, huống gì cả những quả trời Phạm Vương, trời Đế Thích, vua chuyển luân. Này Địa Tạng Bồ Tát, vì thế nên chuyển hóa tất cả chúng sanh phải học theo như thế. Lại vậy nữa này, Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau như có thiện nam, cả thiện nữ nào ở trong Phật pháp mà gieo trồng chút ít cỗ quốc lành bằng chừng là cái lông, sợi tóc, hoặc cát, mẻ bụi, phước lợi của những kẻ đó sẽ hưởng thọ không thể ví dụ nào cho được. Lại vậy nữa này, Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào thấy hình tượng của Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Bích Chi Phật, hình tượng vua chuyển luân mà bố thí cúng dường, thời đặng vô lượng phước lành, thường sanh ở cõi người, cõi trời hưởng sự vô thượng thắng vi diệu. Như có thể đem công đức hồi hướng cho cả pháp giới chúng sanh, thời phước lợi của người ấy sẽ không thể ví dụ thế nào cho được. Là vậy nữa này, Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào gặp kinh điển đại thừa, hoặc nghe thấy một cô kệ, một cô kinh mà phát tâm ân cần, trân trọng, cung kính, thở khang, bố thí cúng dường, người ấy sẽ được quả báo vô lượng vô biên. Nếu có thể đem phước đức hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, thời phước lợi này không thể ví dụ như thế nào cho được. Là về nữa này, Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau như có cả thiện nam, người thiện nữ nào gặp chùa tháp hay kinh điển đại thừa, nếu có kinh tháp mới, thời bố thí cúng dường, chiêm ngưỡng lễ lại, ngợi khen, chắp tay cung kính, nếu gặp kinh tháp cũ hoặc hư rách, thời sửa sang tu bổ, hoặc riêng mình phát tâm làm, hoặc khuyến người khác cùng đồng phát tâm. Những người đồng phát tâm đây trong 30 đời thường làm vua các nước nhỏ, còn vị đàn việt chính đó thì làm vua chuyển luân, lại dùng pháp lành mà giáo hóa các vị vua các nước nhỏ khác. Là về nữa đây, Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau như có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào ở nơi cổ phước lành mà gieo trồng trong Phật pháp, hoặc là bố thí cúng dường, hoặc là tu bổ chùa pháp, hoặc là sửa sang kinh điển, cho đến chừng bằng một sợi lông, một mảnh bụi, một hạt cát, một giọt nước, những sự lành như thế không luận là nhiều hay ít, chỉ có thể đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, thời công đức của người đó sẽ 100.000 đời thường hưởng thọ sự vui thường diệu. Còn như chỉ hầu hướng cho thân quyến trong nhà, hoặc là tự mình hưởng lợi ích thôi, như thế thời sẽ hưởng quả vui trong ba đời,
cứ làm một phần sự lành, thời được hưởng báo tốt muôn lần trội hơn. Này Địa Tạng Bồ Tát, những sự nhân duyên công đức về sự bố thí là như thế đó. Địa Thần Hộ Pháp, phẩm thứ 11. Lúc này vị Kiên Lao Địa Thần bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng đảnh lễ vô vị đại Bồ Tát, đều là những bậc trí huệ thần thông lớn không thể nghĩ bàn, đủ khắp mọi loài chúng sanh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây so với các vị Bồ Tát chỗ thệ nguyện rất là sâu rộng. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sanh trong Diêm Phù Đề, như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quan Âm, Ngài Di Lạc cũng hóa hiện trong nghìn thân hình để cứu độ chúng sanh trong sáu đường. Nhưng chỗ phát nguyện của các ngài có lúc có hòn mã, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây phát thệ nguyện giáo hóa tất cả chúng sanh trong sáu đường trải đến số kiếp như số cát trong trăm nghìn ớt sông Hằng. Bạch Đức Thế Tôn, có chính sách chúng sanh ở hiện tại nay và vì về lai về sau, nơi chỗ sạch sẽ ở phương Nam trong cuộc đất của mình, ở dùng đất đá tre gỗ mà dựng các cái khám cái thất, trong đó có thể họ vẽ các nét dùng vàng bạc đồng sắt đốt các hình tượng Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đốt hương cúng dường chim lễ ngợi khen, thời người đó sẽ được 10 điều lợi ích. Những điều đó là gì? Một là đất cát tóc màu, hai là nhà cửa an ổn mãi mãi, ba là người đã chết được sanh lên cõi trời, bốn là những người hiện còn hưởng sự lợi ích, năm là cầu chi cũng được bảy cả, sáu là không có tai họa về nước và lửa, bảy là trừ sạch việc hư hao, tám là dứt hẳn ác mộng, chín là khi ra lúc vào có thần theo hộ vệ, mười là thường gặp bậc thánh nhân. Bạch Đức Thế Tôn, chúng sanh trong đời sau cùng hiện tại nay, nếu ở nơi phần đất của mình cư trụ mà có thể làm ra sự cúng, mà có thể làm ra sự cúng dường Ngài Địa Tạng Bồ Tát như thế, thời được sự lợi ích như vậy. Vị Kiên Lao Địa Thần đại thần lại bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong đời sau như có cả như có người thiện nam, cả thiện nữ nào ở trong chỗ của mình cư trụ mà có kinh điển này cùng hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, người đó có thể đọc tụng kinh điển này và cúng dường hình tượng của Ngài Địa Tạng. Thời con dùng thần lực của con thường hộ vệ người đó cho đến tất cả sự tai họa như nước, lửa, trộm cướp, lạng lớn, lạng nhỏ, thải đều tiêu sạch. Đức Phật bảo Kiên Lao Địa Thần rằng: Thần lực rộng lớn của ông, các thần khác ít ai bằng, vì cớ sao? Vì đất đai trong cõi Diêm Phù Đề đều nhờ ông hỗ trợ, cho đến cỏ cây, cát đá, lúa mè, tre lâu, gạo thóc, củ báu, tất cả những thứ từ đất mà có đều nhờ sức nơi thần của ông cả. Nay ông lại tuyên bày những sự lợi ích của Ngài Địa Tạng. Thời công đức và thần thông của ông lại càng thêm trăm nghìn lần trội hơn lúc thường. Này Địa Thần, trong đời sau như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào cúng dường Ngài Địa Tạng Bồ Tát cùng đọc kinh tụng kinh điển này, chỉ có thể tu hành theo một việc mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đã dạy. Thời ông nên dùng thần lực của ông mà ủng hộ người đó, chớ để tất cả sự tai hại cùng sự không vừa ý đến nơi tai, huống nữa là để cho phải chịu. Chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ tiền người đó, cũng có hàng quyến thuộc của Phạm Vương, Đế Thích, quyến thuộc của Chư Thiên ủng hộ người đó. Tại sao lại đặng các vị hiền thánh ủng hộ như thế? Đều do là vì những người ấy chiêm lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và đọc tụng kinh bổn nguyện này, tự nhiên được rốt ráo, xa lìa biển khổ, chứng đạo niết bàn an vui, vì thế nên đặng ủng hộ một cách lớn lao như thế. Thấy nghe được lợi ích. Phẩm thứ 12. Đức Phật phóng quang tuyên cáo. Lúc đó từ trên đảnh muôn Đức Thế Tôn phóng ra trăm nghìn muôn ức tia sáng lớn, như là tia sáng sắc trắng, tia sáng sắc trắng lớn, tia sáng áo lành tốt, tia sáng xạ lành tốt lớn, tia sáng ngọc lớn, tia sáng sắc tía lớn, tia sáng sắc xanh lớn, tia sáng sắc biếc lớn, tia sáng sắc hồng lớn, tia sáng sắc màu lục, tia sáng màu lục lớn, tia sáng màu vàng y, tia sáng màu vàng y lớn, tia sáng màu tướng lành, tia sáng tướng lành lớn, tia sáng tướng nghìn vòng tròn, tia sáng tướng nghìn vòng tròn lớn, tia sáng vòng tròn báu, tia sáng tướng vòng tròn báu lớn, tia sáng vòng mặt trời, tia sáng vòng mặt trời lớn, tia sáng vòng mặt trăng, tia sáng vòng mặt trăng lớn, tia sáng tướng cung điện, tia sáng tướng miệng lớn, tia sáng tướng mây biến, tia sáng tướng mây biến lớn. Từ trên đảnh môn phóng ra những luồng ánh sáng xuyên thế xong lại rói thành một tiếng vi diệu mà đại chúng rằng: Này tám bộ chúng, trời, rồng, người, phi nhân, lắng nghe hôm nay tại trên cung trời Đao Lợi tuyên bày ngợi khen những lợi ích của hàng trời người, những sự không thể nghĩ bàn, những sự vị nhân hạnh lên bậc thánh, những sự chứng quả thập địa, những sự rút ráo không lui sụp nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Quán Thế Âm cầu thỉnh. Lúc Đức Phật nói lời trên đó vừa dứt,
Trong pháp hội có một vị đại bồ tát hiệu là Quán Thế Âm, từ chỗ ngồi đến dạy quỳ gối chắp tay mà bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát đầy đủ đức từ bi lớn, ngài thương xót chúng sanh mắc tội khổ nơi muôn nghìn ức thế giới, ngài hóa hiện ra nghìn muôn ức thân, bao nhiêu công đức và sức ở thần chẳng thể nghĩ bàn của ngài. Con đã từng nghe Đức Thế Tôn cùng vô lượng chư Phật trong mười phương khác miệng đồng khen ngợi ngài Địa Tạng Bồ Tát, chào cho các vị Đức Phật trong thời quá khứ, thời hiện tại và thời vị lai, nói công đức của ngài Địa Tạng Bồ Tát cũng chẳng thể nói hết. Vừa rồi lại được Đức Thế Tôn bảo khắp trong đại chúng rằng Đức Phật muốn tuyên nói sự lợi ích của ngài Địa Tạng Bồ Tát, cứ mong Đức Thế Tôn bị tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, làm cho tám bộ chúng trời rồng chiên ngựa để lại ngài Địa Tạng Bồ Tát để đặng được phước lành. Đức Phật tán thán và hứa khả. Đức Phật bảo ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, ông có nhân duyên rất lớn đối với chúng sanh trong cõi Ta Bà, những hàng trời rồng, hoặc nam hoặc nữ, hoặc thần hoặc quỷ, cho đến chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường. Nếu kẻ nào nghe danh hiệu của ông, thấy hình tượng của ông, hay mến tưởng đến ông cùng khen ngợi ông, thời những chúng sanh ấy đều ở nơi đạo vô thượng chánh giác, quyết chẳng thấu chuyển, thường được sanh vào cõi người, cõi trời, hưởng đủ sự vui vi diệu. Khi nhân quả sắp thành thục, liền được Phật thọ ký cho. Này ông sẵn lòng từ bi lớn, thương xót các loài chúng sanh và tám bộ chúng trời rồng, mà muốn nghe ta nói những sự lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, ông nên lắng nghe cho kỹ, nay ta sẽ nói đó. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát bạch và văn: Bạch Đức Thế Tôn, con xin ưa muốn nghe. Thấy ngài thêm phước trời, Đức Phật bảo ngài Quán Thế Âm Bồ Tát: Trong các thế giới về thở hiện tại nay và vị lai sau, có vị trời nào hưởng phước trời đã mãn năm tướng suy hao hiện ra nơi thân, hoặc có kẻ đọa lạc vào nơi chốn ác đạo, các vị trời đó hoặc nam hoặc nữ, đường lúc tướng suy hao hoặc thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc nghe tên của ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, và các vị trời đó cũng thêm phần phước lợi, cũng phước trời hưởng sự vui sướng rất nhiều, không bao giờ cũng phải đọa là ba đường ác đạo nữa. Huống chi là những người thấy hình tượng của ngài Địa Tạng, nghe danh hiệu của Bồ Tát, rồi đem các thứ hương hoa, đồ y phục, đồ ăn uống, vật báu, chuỗi ngọc mà bố thí cúng dường, thời người này đặng vô lượng vô biên công đức phước lợi, người bạn được lợi. Lại vậy nữa, này Quán Thế Âm, trong các thế giới về thời hiện tại và vị lai sau, những hàng chúng sanh trong sáu đường như có kẻ sắp mạng chung mà đặng nghe một tiếng danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát phóng vô lỗ tai, thì kẻ mạng chung đó sẽ không còn bị đọa vào chốn khổ ba đường ác đạo nữa. Huống chi là lúc sắp mặt chung, cha mẹ cùng hàng quyến thuộc đem của cả nhà cửa, vật báu, y phục của người sắp mạng chung đó mà làm các của chi phí để tô đắp lên, hay là họ vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi làm cho người bạn lúc chưa chết hoặc là nó mắt thấy tai nghe biết rằng hàng thân quyến đem nhà cửa vật báu vì mình mà tô vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thì người bệnh đó nếu có nghiệp báo phải mang lấy bệnh nặng, thời nhờ công đức này liền được lành mạnh, tuổi thọ thêm lâu. Còn nếu người bệnh đó mà có số báo, số mạng đã hết, lại có đủ tất cả tội chướng, nghiệp chướng, đáng lý phải đọa vào đường ác đạo, xong vì nhờ công đức này, sau khi mạng chung liền được sanh vào cõi trời, cõi người, hưởng quả vui, vui thù thắng, vi diệu, tất cả đội thải đều được tiêu sạch, tiên phong được phước. Lại vậy nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, vì đời sau nếu có kẻ nam người nữ nhân nào lúc còn bú mớm, hoặc lúc lên 3, lên 5, lên 10 trở xuống mà chết mất cha mẹ, cho đến mất anh em chị em, đến khi người đó không lớn nhớ tưởng đến cha mẹ cùng hạ thân quyến, không rõ đọa lạc ở chỗ nào, hay sanh về thế giới nào, hoặc sanh lên cõi trời nào, người đó có thể tô vẽ hình tượng ngài Địa Tạng Bồ Tát, rồi nhận đến ngay danh hiệu của ngài, rồi một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ, từ một ngày cho đến 7 ngày, đừng thối thoát tâm ban đầu, nghe danh hiệu, thấy hình tượng và chim lễ cúng dường, thời quyến thuộc sẽ sáng khuất của người đó. Nếu do ác nghiệp mà bị đọa vào ác đạo, tính ra phải chịu đến số kiếp này, vì nhờ công đức tô vẽ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà chim lễ cúng dường của con cái hay của anh em chị em, nên liền được rằng thời giải thoát, được sanh lên cõi trời, có người hưởng quả vui thù thắng vi diệu. Còn như quyến thuộc đã sớm khúc của người đó có phước lành, đã được sanh lên cõi trời, cõi người hưởng thụ hưởng thọ quả vui thực thắng chi diệu rồi, thời nhờ công đức này lại càng thêm thêm lớn nghiệp nhân về bậc thánh, hưởng vô lượng quả vui. Như người đó lại có thể trong 21 ngày chuyên lòng chiêm lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà niệm lấy danh hiệu của ngài đủ số một muôn biến, sẽ đặng Địa Tạng Bồ Tát tái hiện vô biên thân, mắt cho người đó rõ nơi cõi ở rồi của hàng thân quyến sớm khúc kia đã sanh về, hoặc trong giấc mộng Địa Tạng Bồ Tát hiện xuất thần phong lớn tự dắt người đó đến các thế giới thấy hàng quyến thuộc.
nếu người đó lại có thể trong mỗi ngày niệm danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát 1.000 muôn biến cho đến 1.000 ngày, thời người đó sẽ được Bồ Tát sai các vị quỷ thần ở tại chỗ đó hộ vệ cho trọn đời. Hiện đời món ăn, đồ ăn mặc dư dật, không có các thứ bệnh khổ cho đến các sự tai vạ không hề đến tới cửa, húng nữa là cửa thân. Rốt ráo người đó sẽ được Ngài Địa Tạng Bồ Tát so đảnh thọ ký cho, nguyện lớn sớm thành. Tại vì nữa này, Quan Thế Âm Bồ Tát, vì đời sau như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào muốn phát lòng từ bi rộng lớn để cứu độ tất cả chúng sanh, muốn tu đạo vô thượng chánh giác, muốn thoát khỏi tam giới, thì những người đó thấy hình tượng và nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát rồi chí tâm quy y, hoặc đem hương hoa y phục Phật báo rồi ăn uống để cúng dường, chiêm ngưỡng đảnh lễ thời chỗ nguyện cầu của kẻ thiện nam người thiện nữ đó mau được thành tựu, không bao giờ được chứng ngại. Lại vậy nữa này, Quan Thế Âm Bồ Tát, trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào muốn cầu trăm nghìn muôn ức điều kiện, trăm nghìn muôn ức sự hiện tại cùng vị lai, thời chỉ nên quy y chiêm ngưỡng đảnh lễ cúng dường hỡi khang hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Được như thế thời nguyện chỉ cầu chi cũng đều được thành tựu cả. Lại cầu mong Địa Tạng Bồ Tát vạn đức từ bi rộng lớn ủng hộ mãi cho người đó trong giấc chiêm bao, liền đặng Ngài Địa Tạng Bồ Tát so đảnh thọ ký được trí huệ. Lại vậy nữa này, Quán Thế Âm Bồ Tát, trong đời sau như có người thiện nam kẻ thiện nữ nào sanh lòng rất trân trọng đối với kinh điển Đại Thừa, phát tâm bất tư nghị muốn đọc tụng kinh điển ấy, dầu gặp đặng bậc minh sư truyền dạy cho những người đó học tập, nhưng đọc rồi quên rồi, trải đến cả tháng cả năm vẫn chưa đọc tụng được. Những kẻ thiện nam người thiện nữ đó vì nghiệp chướng đời trước chưa trừ sạch, cho nên ở nơi kinh điển Đại Thừa không có công năng đọc tụng. Những hạng người này khi nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, cùng thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đem hết các bổn tâm cung kính bày tỏ với Bồ Tát, rồi dùng hương hoa y phục đồ ăn đồ uống các đồ ngoại cụ cũng dường lên Ngài Địa Tạng Bồ Tát, dùng một chén nước trong trước tượng Bồ Tát một ngày một đêm, sau đó cung kính chắp tay thỉnh để uống, xoay mặt về hướng nam, khi nước vào miệng phải chí tâm tịnh trọng, uống nước xong phải ngũ tân, rượu, thịt, tà dâm, phụ nữ và các việc chiết hại trong 7 ngày hoặc 21 ngày. Người thiện nam, người thiện nữ đó trong giấc chiêm bao thấy Địa Tạng Bồ Tát hiện thân vô biên, rưới nước lên đảnh của người đó. Sau khi thức dậy, người đó liền đặt thông minh, một phen nghe hết những kinh điển Đại Thừa ái liền sẽ nhớ mãi, không bao giờ quên một câu kệ nào nữa. Tai nạn tiêu trừ. Lại vậy nữa, này Quán Thế Âm Bồ Tát, về đời sau, như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào, những người nào ăn mặc không đủ, cầu chi cũng không tội nguyện, hoặc là thân nhiều bệnh tật, hoặc nhiều sự huy xung, nhà cửa không yên ổn, quyến thuộc chia lìa, hoặc các sự tai vạ cứ đến quấy nhiễu nơi thân luôn, trong giấc mộng thường phải kinh sợ. Những người như thế khi nghe đến danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, nên chí tâm cung kính, niệm đủ một muôn biến, thời những sự không thể trên đó sẽ tiêu sạch lần lần, đều đặng ăn vui, được ăn mặc dư dật, cho đến trong giấc mộng phải đều không đều được ăn ổn, khỏi hiểm nghi. Lại về nữa này, Quán Thế Âm Bồ Tát, về đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào, hoặc nhân sự làm ăn, hoặc nhân sự công chuyện riêng tư, hoặc nhân sự sanh cùng tử, hoặc nhân việc cách mà phải vào trong rừng núi, qua sông vượt biển, hoặc gặp nước vực lớn ngăn đường hiểm trở, người ấy trước khi đi nên niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát một muôn biến. Được như thế, thời qua nơi nào chỗ nào cũng được các vị quỷ thần hộ vệ, lúc đi đứng lúc nằm ngồi đều được an vui, cho đến dầu gặp loài hùm sói sư tử, những tất cả thứ độc hại đều không thể phạm đến người đó. Đức Phật bảo Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát rằng, Ngài Địa Tạng Bồ Tát có nhân duyên rất lớn với cõi Diêm Phù Đề. Nếu nói về những sự như thế, chúng sanh thấy hình nghe tên của Ngài Địa Tạng Bồ Tát được sự lợi ích, thời giàu đến nói đến trong trăm nghìn kiếp cũng không nói hết được. Này Quán Thế Âm Bồ Tát, vì thế ông nên dùng thần lực mà lưu truyền kinh này, làm cho chúng sinh trong cõi Ta Bà ở đây mãi trong trăm nghìn muôn kiếp được hưởng thụ sự an vui luôn. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng, ta xem Địa Tạng sức oai thần, kiếp số hằng xa khó tỏ trần, hãy nghe một niệm chiêm ngưỡng lễ, chờ người lỡ ích sự không ngần, hoặc rồng hoặc thần cùng nam nữ báo tặng sẽ xa đưa vào đường dữ, chí tâm quy mạng đại sĩ thân, đủ thọ thêm nhiều trừ tội dữ, trẻ thơ chết mắt mẹ cùng cha, huynh đệ chị em kẻ rụt rà, lớn khôn nghĩ đến đều không biết, nể giữ đường lành ở đâu là, học vẽ học tô đại sĩ hình, cảm thương chiêm lễ biệt chẳng đành, 21 ngày luôn niệm danh hiệu Bồ Tát hiện thân về bên mình, chỉ rành quyến thuộc ở nơi nào, giàu xa ác thú cũng ra mau, nếu được không lui lòng kính ngưỡng, thanh ký Bồ Tát quốc đầu trao,
Bồ đề vô thượng muốn tu hành, mong ra ba cõi khỏi trụ sanh. Người này đã phát lòng từ bi lớn, trước nay kiểm lễ đại sĩ hình, nghe tên quy đắng trọn lành, cúng dường cung kính phát lòng thành. Nghiệp chướng chẳng hề ngăn chướng đẳng, bao nhiêu mong ước sớm viên thành. Có kẻ phát tâm tụng kinh sách, muốn độ chúng sanh khỏi tay ách, giàu lập nghiệp lớn chẳng nghĩ bàn, độc rầu quên đời luôn sắc mắt. Người này nghiệp chướng nó làm mê, học đại thừa kinh khó mọi bề, y phục ăn uống các ngọ tụ, cúng dường địa tạng với hương hoa, dùng chén nước trong bày trước tượng, cách một ngày một đêm bưng lấy uống, sanh lòng trân trọng, cử ngũ tăng rượu thịt tại giam cùng vô luống. Trong 21 ngày chớ sắc sanh, nhưng lòng thường niệm thượng nhân danh. Chiêm bao thấy rõ tôn dung hiện, thất rồi liền đặng trí không lanh, đại thừa kinh giáo nghe qua tai, vạn đời sau nhớ chẳng sai. Chính nhờ đại sĩ oai thần lớn, thần giúp người kia có huệ tài, chúng sanh nghèo khổ lại ốm đau, cửa nhà hoạn nạn người lìa nhau, ngủ mê mộng mị không ăn giấc, còn muốn hỏng hư chẳng được nào. Dốc lòng chiêm lễ địa tạng ngài, bao nhiêu việc ác thải tiêu ngay, nhẫn đến chiêm bao đều an cả, quỷ thần phò hộ của dư xài. Muốn qua sông biển đến núi rừng, cầm thú hoặc nguy giặc đón đường, ác thần ác quỷ mưa gió giữ, nhiều nỗi gian nan khốn khôn lường, sắp sửa ra đi đường đi đối trước tượng, cúng dường kính lễ cùng chiêm ngưỡng. Núi rừng biển cả có vào trong, áp tai tiêu sạch thường an sướng. Quán Nam lắng nghe ta nói rõ, địa tạng phương lược oai thần đó, trong nghìn muôn kiếp thuộc chẳng rồi, rộng tuyên đại sĩ đài sức nọ. Như người nghe đến địa tạng danh, thấy hình chim lễ hết lòng thành, hương hoa ăn uống dân y phục, trăm nghìn báo đẹp hưởng điều lành. Nếu hai đem công hồi pháp giới, rút ráo thành Phật sanh tử khỏi. Quán Âm nên biết gắn tuyên bày, truyền khắp hàng xa nhiều quả nước, dặn dò cứu độ nhân thiên. Phẩm thứ 13. Đức Phật giao phó. Lúc đó Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng so đảnh ngài Địa Tạng Bồ Tát mà bảo rằng: Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn, hiện tại của ông không thể nghĩ bàn. Dầu cho các đức Phật ở mười phương khen ngợi tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ông, trong nghìn muôn ức kiếp cũng không hết đặng. Này Địa Tạng, ông nên nhớ ngày hôm nay ta ở trong cung trời Đao Lợi, nơi pháp hội lớn có trăm nghìn muôn ức bất khả thuyết tất cả các chư Phật, các vị Bồ Tát, các hàng trời rồng tám hội chúng đây, một lần nữa đem các hàng chúng sanh, những kẻ ở trong nhà lửa chưa ra khỏi ba cõi mà giao phó cho ông. Ông chớ để các chúng sanh đó phải đọa vào ác đạo vào những một ngày một đêm, hướng kia là để cho chúng phải đọa lạc vào địa ngục của vô gián cùng địa ngục A Tỳ, mãi đến nghìn muôn ức kiếp không có lúc nào ra khỏi ư. Này Địa Tạng, tâm tánh của chúng sanh trong cõi dương phù đệ không định, phần đông đều theo về các khối ác. Thoảng có một người phát tâm lành, nhưng rồi không bao lâu liền thấu thắt, còn như duyên ác lại luôn tăng trưởng. Cũng vì lẽ đó nên ta phải chia thân này ra trăm nghìn ức để hóa độ, thuận theo căn tánh của chúng nó, hầu làm cho chúng nó được giải thoát. Này Địa Tạng, hôm nay ta ăn cần đem chúng trời, chúng người giao phó cho ông. Trong đời sau như có hàng trời, hàng người thiện nam thiện nữ này, chồng có chút căn lành ở trong đột pháp, chừng bằng sợi lông mãi trần, hoặc cát giọt nước, thì ông nên dùng đạo lục quang ủng hộ người đó, làm cho người đó tu tập lần lần đạo hạnh vô thượng, chứ để họ thối thấp. Vậy lại nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau hoặc có người hay người nào vẫn theo nghiệp mà họ thọ báo đó, bị đọa vào trong ác đạo, đến khi bị đọa vào ác đạo vừa đến bước cửa ngục, thì chúng sanh đó có thể niệm được đặng danh hiệu của Phật hay là danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu kệ, câu kinh điển đại thừa, thì ông nên dùng thần lực của ông để tìm phương trước với những chúng sanh đó. Ông nên hiện thân ra các kẻ đó, phá tan cửa địa ngục, làm cho họ sanh lên cõi trời, hưởng sự vui thừa thắng vi diệu. Lúc bây giờ Thế Tôn liền nói kệ rằng: đời này đời sau chúng thiên nhân, ta nay ta ăn cần dặn bảo ông dùng đại thần thông quyền độ họ, đừng cho ác đạo đọa vào trong. Bồ Tát công chỉ. Bấy giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, cứ xin Đức Thế Tôn chớ cho trong đời sau nếu có người thiện nam cùng cả thiện nữ nào đối với trong Phật pháp có một câu ngôn niệm cung kính, con cũng dùng trong nghiệp phương tiện độ thoát người đó, làm cho mau đặng giải thoát khỏi đường sanh tử. Hơn nữa là nghe các việc lành rồi luôn luôn tu hành, tự nhiên nơi đạo vô thượng không bao giờ còn thối chuyển. Hư Không Tạng bạch hỏi. Lúc này Địa Tạng Bồ Tát bạch nói trên xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng,
Bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ khi con đến cung trời Đa Lợi này, nghe đến Như Lai ngợi khen oai thần thị lực không thể nghĩ bạn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau như có người thiện nam người thiện nữ nào, cho đến tất cả hàng trời rồng, nghe đến kinh điển này và nghe danh tự của ngài Địa Tạng Bồ Tát cùng với chim lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời những kẻ ấy được bao nhiêu điều phước lợi, cứ mong Đức Thế Tôn và vì tất cả hàng chúng sanh ở hiện tại và vị lai mà nói việc ấy cho. 28 điều lợi. Đức Phật bảo ngài Hư Không Bồ Tát rằng: lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói rõ điều đó. Trong đời sau, người thiện nam cùng người thiện nữ là thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này, cho đến đọc tụng mà dùng hương hoa, đồ ăn uống, y phục, vật báu và bố thí cúng dường, ngợi khen chim lễ, thời kể được 28 điều lợi sau đây. 1. Các hàng trời rồng thường hồi niệm. 2. Quả lành ngày càng thêm lớn. 3. Chứa nhóm nhân vô thượng của thánh. 4. Mãi không còn thối thất tâm đạo Bồ Đề. 5. Đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ. 6. Những bệnh tật không đến nơi thân. 7. Là những tai nạn về nước, khỏi những tai nạn về nước và lửa. 8. Là không có bị hại vì trộm cướp. 9. Là người khác thấy đến sinh lòng cung kính. 10. Là các hàng quỷ thần theo hộ trì. 11. Đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai. 12. Đời sau sẽ làm con gái các hàng vương giả đại thần. 13. Thông tứ xinh đẹp. 14. Phần nhiều được sanh về cõi trời. 15. Là làm bậc vua chúa. 16. Là có trí sáng, biết rõ việc những đời trước. 17. Là có mong cầu chi cũng đều được đặng tỏ ý. 18. Quý thục ăn vui. 19. Các tai vạ bất ngờ đều dứt sạch. 20. Là các vị và nghiệp vị ác đạo đều trừ hẳn. 21. Là đi đến đâu cũng đều không có bị sự trở ngại. 22. Đêm nằm chiêm bao, ăn ổn vui vẻ. 23. Những người thân tộc đã chết, nếu có tội thời được khỏi khổ. 24. Nếu vị đời trước có phước thời được thọ sanh về nơi cõi vui sướng. 25. Các bậc thánh nhạc khang. 26. Căn tánh lên lợi thông minh. 27. Là giàu lòng tự mẫn. 28. Là rút rách thành Phật. 7 điều lợi. Lại về nữa, lại Hư Không Tạng Bồ Tát như hàng trời rồng quỷ thần ở hiện tại và vị lai nghe danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, lãnh lễ hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, học nghe đến sự bổ nguyện tu hành của ngài Địa Tạng Bồ Tát mà ngợi khen chim lễ, thời sẽ đặng những điều lợi sau đây. 1. Mau chứng bậc thánh. 2. Nghiệp ác tiêu diệt. 3. Chư Phật đến ủng hộ. 4. Không thối thất Bồ Đề. 5. Bổn lực tăng trưởng. 6. Việc đời trước đẹp rõ biết. 7. Rút ráo thành Phật. Đại hậu tám tháng. Bây giờ Bát Khả Thuyết, Bát Khả Thuyết Các Tư Phật và Đại Bồ Tát cùng tám bộ trời chúng rộng ở mười phương đến dự pháp hội đó, nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngợi khen tuyên bày sức oai thần rộng lớn không thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát đều khen là việc chưa từng có. Lúc đó trời Đa Lợi rước vô lượng hương hoa thiên y chủ nhập để cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni và Địa Tạng Bồ Tát. Xong rồi tất cả đại chúng trong pháp hội đều chim lễ chắp tay mà lui ra. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện quyển hạ hết: Bổn thể Địa Tạng so nhân trung kinh, tàn tật căm ngập do tiền sanh, đời nay tụng đại thừa, phước lợi vô cùng, quyết sang báu vãng sanh. Nam mô thường trụ thập phương tăng. Nam mô thường trụ thập phương tăng. Nam mô thường trụ thập phương tăng. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Đa Lợi Thế Tôn nói pháp màu, Địa Tạng công hạnh rất rộng sâu, thánh giáo mãi truyền sau chẳng ngớt, khắp lợi trời người khỏi khổ sầu, trời Atula dạ so thải. Để nghe pháp đó nên chí tâm ủng hộ Phật pháp khiến thường còn, mỗi vị xin tu lời Phật dạy. Bao nhiêu người nghe đến chỗ này, hoặc trên đất liền hoặc hư không, thường đố người đời sanh từ tâm, ngày đêm tự mình nương pháp ở, nguyện các thế giới thường an ổn, phước trí vô biên lợi quần sanh, bao nhiêu tội nghiệp thảy đều trừ, xa lìa các khổ về viên tịch, hằng dùng giới hương xoa bốc sáng, thường nghìn định phục để giúp thân, hoa màu bồ đề khắp trang nghiêm, tùy theo chỗ ở thường an lạc. Nam mô Tàu Tà phụ chánh hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Tàu Tà phụ chánh hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Tàu Tà phụ chánh hộ pháp chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bồ Tát Ma Ha Tát.